chương 71 Biến cách chi dạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tân Liên bang Tại hơn 80 năm trước, phẫn nộ nhân dân phủ định bóc lột bọn họ đế vương mà thành lập nhân dân thành lập lên cộng trị liên bang. Từ thế giới này phát triển bắt đầu, có được đặc thù năng lực nhân liền vẫn hành tẩu ở trên thế giới mỗi một góc, người lãnh đạo nhân loại, chỉ dẫn nhân loại, bọn họ tại bất đồng niên đại có bất đồng xưng hô, tại bất đồng địa khu cũng có bất đồng xưng hô. Tại cổ đại, tân liên bang địa vực nhân đưa bọn họ xưng là đạo sĩ, thiền sư, thần tiên. Mà tại Nhật Bản, bọn họ tắt bị xưng là âm dương sư, tại Tây Âu, bọn họ tắt bị quan lấy ma pháp sư, vu sư, ác ma linh tinh xưng hô. Phong kiến niên đại nhân loại sợ hãi này đó có được bất đồng với người thường lực lượng nhân loại, ma nữ bị trói ở trên hỏa hình giá bị thiêu cháy loại chuyện này cũng không phải là truyền thuyết mà là chân chính ghi lại ở trên sách sử sự, sự thực. Mà hiện tại, này nhóm người tắc bị thế giới kính ngưỡng, hơn nữa quan lấy tân danh tự. Siêu năng lực giả Tân liên bang chính là bị siêu năng lực giả nhóm sở trưởng khống quốc gia. Tổng thống Tô Vô Dạ càng là siêu năng lực giả bên trong tối cường giống nhau tồn tại. Tại sở hữu tân liên bang nhân trong lòng, tổng thống liền là trụ cột, bất bại chiến thần. Trước mắt tại tân liên bang thủ đô chẳng sợ ngoại giới bốn phía truyền bá virus tản khủng bố tin tức tại đây tòa thành thị ban đêm như trước tận tình bày ra nó phồn hoa trừ bỏ trên ngã tư đường hơn một ít cầm thương binh lính cùng ven đường định mấy lượng xe tăng chiên ngoại này thành thị ban đêm như trước cùng tầm thường không khác tại thành thị tối phồn hoa trên quảng trường cho tới nay đều tại truyền phát tin tiền tuyến đối virus chiến dịch tô vô dạ nghiêm túc uy nghiêm khuôn mặt lặp lại xuất hiện tại kia hình ảnh bên trên này tính một loại bản thân thôi miên sao? Tại quảng trường gốc, Lộ Thu đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lên nhìn mặt trên sở truyền phát tin gì đó. Tô vô dạ đối Lộ Thu kia trường tuyên chiến bình thường diễn thuyết, cơ hồ mỗi ngày đều tại lặp lại truyền phát tin, trào dân nhân tâm diễn thuyết, thường thường liền có thể tại bất cứ địa phương nghe được. Sau các vị chủ bá viên tiểu thư mang theo thoải mái tươi cười đưa tin. Virus áp chế công tác đang tại hừng hực khí thế tiến hành đã đem lây nhiễm giả cấp hoàn toàn cách ly, thỉnh các vị công dân yên tâm, virus không hề sẽ thương hại đến bất luận người. Nghe này đó đưa tin đối với mọi người mà nói tự hồ đều đã thành cơm thường, nhắc nhở bọn họ tổng thống còn tại, tân liên bang liền sẽ không diệt vong, này cũng là đối với bọn họ một loại an ủi. Trên tinh thần an ủi, đám người bận rộn tầm thường đi, hôm nay đối với bọn họ mà nói cũng là tầm thường một ngày. Không có bất cứ biến hóa lộ thu theo dòng người, đem tầm mắt từ nào không hề ý nghĩa diễn thuyết thượng, chuyển hướng về phía thiên không. Toàn bộ màn đêm tại thành phố lớn phồn hoa hạ, liên một viên tinh tinh đều nhìn không thấy. Thậm chí ngay cả ánh trăng đều bị che. Ánh trăng quả thật bị che trụ, bị một tòa cao hảo giống nhìn không đến cuối cao ốc. Khi liền là tổng thống phủ, hoặc là nói tổng thống cư trụ địa phương. Tại đỉnh tầng, lúc trước thành lập này tòa cao ốc mục đích giống như vị quan sát toàn bộ tân liên bang, hoặc là toàn bộ thế giới giống nhau, mới đưa này tòa cao ốc cấp thành lập như vậy cao. Nhưng này chỉ là suy đoán, chân chính mục đích cũng không tự biết được. Lộ thu hướng về kia tòa cao ốc đi, liền tại giờ phút này, bình dân nhóm bình tĩnh sinh hoạt, rốt cuộc tuyên bố bị chính thức đánh vỡ. Đó là cái gì? Chói tai thủy tinh tiếng nổ mạnh cơ hồ toàn bộ thành thì người đều nghe thấy, tại thành thị trung ương kia tòa cao ốc thượng đột nhiên bộc phát ra cực nóng hỏa diễm từ cao ốc một thủy tinh sông bên trong lao ra, hỏa diễm sáng bóng tại thành thị ngọn đèn dưới có vẻ ảm đạm, nhưng tại hạ phương dân chúng lại toàn bộ đều ngẩng đầu lên kinh hoảng nhìn về phía cao ốc. Kia tòa cao ốc nhưng là tổng thống phủ. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện khủng bố tập kích một màn. Tiếp mơ hồ chi Giang, giống như có một bóng người từ kia lầu một tầng bên trong ngã xuống xuống dưới. Có người rớt xuống. Tại đây chút bình dân bên trong cũng không thiếu một ít mắt sắc nhân. Một loài khủng hoảng cảm xúc tại bọn họ trong lòng lan tràn, Trung ương Tổng thống phủ đối với bọn họ mà nói nhưng là Tân Liên bang không có khả năng bị xâm phạm địa điểm, nhưng là hiện tại. Quả nhiên vẫn là rất miễn cưỡng sao. Lấy lộ thu thị lực hoàn toàn có thể thấy rõ ràng cái kia từ cửa sổ bên trong bay ra bóng người. Là tô lạc, không, phải nói là toàn thân trọng thương chỉnh chi cánh tay đều biến thành màu ngân bạch kim chút tô lặc. Thế nhưng kết cục đã chú định. Lộ thu từ quần áo túi vải bên trong cầm ra hai loại này nọ, một thanh là lộ thu đã sử dụng không biết bao nhiêu lần xích hồng sắc hát quan virus dung dịch, thế nhưng một cái khác lại là một quả đinh sắt. Phải nói một nát đến thoạt nhìn không có bất cứ tác dụng đinh sắt, thậm chí để người hoài nghi này mai đinh tử, nằm vùng, lại nhẹ nhàng vừa đụng vào liền sẽ vỡ nát, loan lỗ dấu vết phủ đầy ở mặt trên đồng thời mang theo màu đỏ sậm vết máu. Này Mai Đinh sắc nơi phát ra, đại khái cùng kia và giáo hội linh tinh tồn tại có quan hệ, nhưng này Mai Đinh sắc tại lộ thu trái tim trung chỉnh chỉnh đợi mười mấy năm thời gian. Đem thân là hấp huyết chủng lực lượng phong ấn, đem lộ thu từ một bất tử bất diệt quái vật, biến thành yếu ớt tồn tại. Này chính là này Mai Đinh sắc lực lượng. Hiện tại, này mai đinh sắc là lộ thu duy nhất có thể nghĩ đến có thể xỏ xuyên qua tên kia nam nhân trái tim gì đó cho dù là diêm ma đao cũng vô pháp đột phá cái kia nam nhân phòng ngự này chính là chung khúc lộ thu đem thiên không bên trong chui này hát quan virus phao vào trời cao sau thân ảnh biến mất tại chỗ kia vài nhìn chăm chú vào tổng thống phủ bình dân không có chú ý tới ngã xuống trên mặt đất vỡ vụn ra đến này nọ hát quan virus nhất điểm nhất điểm lan tràn tại đây dày đặc trong đám người, để nhất lây nhiễm giả xuất hiện. Uy, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Mau gọi xe cứu thương. Té xỉu trên mặt đất người nọ gợi ra đại gia chú ý, làm thủ đô công dân cơ bản tố chất vẫn phải có, thấy đồng loại té xỉu đương nhiên muốn vương ra viện thủ. Nhưng từ vừa rồi bắt đầu. Người này liền không lại thuộc về nhân loại, mà là thuộc về. Chúng nó. Ách a a. Quái dị tê hống thanh đột nhiên vang lên, bị lây nhiễm giả bắt được bên người gần nhất một danh nhân loại cánh tay. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Hoảng sợ thanh âm, khiến tầm mắt mọi người đều tập trung đến nơi này. Ách à! Mất đi lý trí Tang thi, mở ra miệng mình, đối với kia Mỹ vị huyết nhục cắn xé đi xuống. Đau tiếng hô, triệt để đối ở đây tất cả mọi người gõ vang cảnh báo. Tang, Tang thi! Không biết là ai Nói ra loại này sinh vật danh tự Là tan thi A à. Nhanh lên trốn Đám người nhất thời trở nên bối rối lên Tại trên quảng trường nhân loại bắt đầu cúng quyết trốn lộ Mà kia vài đã đắm chìm tại an bình bên trong Không đem này hết thảy đương một hồi sự nhân loại Lại trở thành tan thi mồi Hát quan virus chế tạo ra tan thi Tốc độ so nhân loại càng nhanh Lực lượng so nhân loại càng lớn một cái lây nhiễm thể tiếp theo dây liền có thể biến thành hai hai lây nhiễm thể lập tức liền có thể biến thành tứ chỉ không có bất cứ tiết chế lan tràn đi xuống tại quân đội cảnh giác sau mới đáng buồn phát hiện tàn thi số lượng đã biến thành trên trăm chỉ tả hữu không cần lui về phía sau bắn chết kia vài lây nhiễm thể không muốn khiến lây nhiễm phạm vi lan tràn này đó binh lính đóng quân tại tân liên bang thủ đô không có cùng lây nhiễm thể đối kháng kinh nghiệm tuyến phong tỏa nháy mắt liền bị đột phá tại hỗn loạn dòng người bên trong đám tang thi bắt đầu tùy ý săn thực gặm bên người trải qua toàn bộ nhân loại máu tươi tại đây tòa trên đường cái chảy xuôi nhân loại tiếng thét chói tai lại bị một cái khác thanh âm cấp che quảng trường bên trên cự hình màn hình sở truyền phát tin gì đó virus áp chế công tác đang tại hừng hực khí thế tiến hành đã đem lây nhiễm giả cấp hoàn toàn cách ly, thỉnh các vị công dân yên tâm, virus không hề sẽ thương hại đến bất luận người. Đạo bá viên lặp lại này một câu. Tại trên quảng trường, hỗn loạn chạy trốn nhân loại cùng tan thi tê rống, lại khiến những lời này biến thành một câu cỡ nào đáng cười chê cười. Radio như trước tại tiếp tục. Thủ đô yên tĩnh ban đêm, triệt để bị đánh vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Chúng ta chiến đấu vì cái gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô vô dạ này nằm nhân mạnh như thế nào? Này đại khái chỉ có chân chính thể hội qua hắn lực lượng nhân tại có thể khắc sâu minh bạch đi. Kia cường đến mức khiến người vô lực, thậm chí là run rẩy cảm giác. Chỉ cần bị hắn trừng liếc mắt nhìn, sinh mệnh liền sẽ bị cướp đoạt sợ hãi. Tô Lạc chịu đựng chính mình còn sót lại tiếp theo chỉ có thể sử dụng cánh tay từ huyết nhục biến thành sắt thép đau đớn. Hiện tại chính mình đang nhanh chóng hạ xuống, cơn lốc suy phất tại Tô Lạc trên gương mặt khiến hắn Minh Bạch chính mình hiện tại hạ xuống tốc độ đến cùng có bao nhiêu mau. Tô Lạc nhìn cao ốc bên trên bên cạnh đã hóa thành dung nham cửa sổ trung, một bóng người đứng ở mặt trên, đây chính là trăm tầng cao đại lâu, bóng người kia lại không có bất cứ sợ hãi khiêu dược xuống, không xong. Tô Lạc ở không trung muốn điều chỉnh chính mình thân hình, nhưng là kia đạo thân ảnh tốc độ mau khó có thể tin tưởng, chớp mắt một lát liền tiếp cận Tô Lạc, theo sau một cước giẫm Tô Lạc bụng thượng. Ở không trung một quay lại, một khát chân đá vào Tô Lạc trên mặt, đem Tô Lạc thân thể cấp đánh bay sau khi rời khỏi đây. Hai người song song rơi vào rồi mặt đất, mặt đất hơi hơi rung rung một chút, nước ra bất quy tắc quy liệt, vì cái này nam nhân mà rung rẩy. Khụ. Tô lạc thân thể ngã xuống đất, bụng đau đớn cơ hồ khiến Tô Lạc không thể hô hấp, nếu chính mình không phải siêu năng lực giả mà nói, vừa rồi kia một kích liền đủ để thủ Tô Lạc tính mạng. Xương cốt giống như đã đoạn liệt, chung quy từ cao như vậy địa phương rơi xuống. Tô Lạc dãy dụ bò lên, chính mình một cánh tay đã biến thành màu ngân bạch kim chúc, căn bản không có tri giác. Hắn gian nan chống đỡ khởi thân thể của chính mình, dùng có chút mơ hồ tầm mắt, nhìn đứng thẳng tại cách đó không xa cái kia nam nhân. Cao lớn thân ảnh mặc một thân đại biểu cho Tân Liên bang đệ nhất Nguyên soái quân trang, lộ ra uy nghiêm khuôn mặt bên trên biểu tình thủy chung đều là nghiêm túc đến cẩn thận tỉ mỉ. Tô Vô Dạ. Toàn bộ Tân Liên bang thống trị giả, càng là toàn bộ Tân Liên bang người mạnh nhất, có được sắc thép tâm linh cùng sắc thép thân hình. Tô Lặc. Trong tay hắn nắm một quả màu ngân bạch huân chương, kia một quả huân chương bên trên là một cái dương cánh bay cao hùng ưng đây là đại biểu cho một vị tên là Tô Lạc Tân Liên bang Thiếu Tá. Ta vốn tưởng rằng ngươi võn vẹn mất đi nhân loại thân thể. Tô vô dạ dưới chân sở đứng thẳng mặt đất dần dần bị kim chúc đồng hóa, hắn nhìn Tô Lạc kia một cái đã bị hát quan virus cấp hoàn toàn ăn mòn cánh tay, thế nhưng... Tô vô dạ đem kia một quả ghi lại tô lạc vô số vinh diệu huân chương cấp hung hăng bóp nát, không thể tưởng được ngươi cũng bỏ qua thân là nhân loại tâm linh đã hoàn toàn cùng kia quần quái vật đứng chung một chỗ sao? Nhân loại tâm linh. Ta có sao? Từ ta bị ngươi sáng tạo đi ra bắt đầu, bất quá là ngươi thủ hạ sát lục máy móc mà thôi, nghe theo mệnh lệnh của ngươi, chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Tô lạc nội tâm suy nghĩ sự tình, hắn cũng không có nói xuất khẩu, hắn vĩnh viễn là lấy hành động thay thế chính mình lời nói tồn tại, liền cùng tân liên bang tổng thống giống nhau. Tô Lạc chống đỡ khởi chính mình tràn đầy mình đầy thương tích thân thể, run rẩy đứng thẳng đứng lên, thầm thầm thở hổn hển. Ngươi hiện tại vì cái gì mà chiến đấu? Tô Lạc. Tô Vô Dạ từng bước một hướng về Tô Lạc đi tới, ven đường bên trong hết thảy đều biến thành màu ngân bạch sắc thép, tựa hồ liên không khí cũng mang theo rỉ sắc vị, Tô Vô Dạ nhìn mình đầy thương tích Tô Lạc. Ngươi từng thân là Tân Liên Bang thiếu tá. Tân Liên Bang quân nhân ngươi có được bảo hộ dân chúng chức trách. Cho nên ngươi vì thế mà chiến. Thế nhưng hiện tại, ngươi đã biến thành cùng kia chút gia hỏa không khác quái vật, không hề thuộc về nhân loại, vậy ngươi vì sao mà chiến? Đến cùng là cái gì chống đỡ ngươi, đến cùng là cái gì cho ngươi đối mặt của ta dũng khí? Ta vì cái gì mà chiến? Tô Lạc Trung rảy dơ lên chính mình đã bị lây nhiễm cánh tay, một tay còn lại đã mất đi tri giác, siêu năng lực tất yếu thông qua thủ thế mới có thể sử dụng đi ra. Nhưng nếu dùng cánh tay này mà nói, lây nhiễm, sẽ nhanh hơn. Tô Lạc vốn còn sót lại vài ngày có được nhân loại thân thể, nhân loại ý thức thời gian, sẽ hoàn toàn bị cướp đoạt. Này đó hát quan virus sẽ đem Tô Lạc hoàn toàn thôn phệ, biến thành giống tô vô dạ trong miệng theo như lời như vậy, bị nhân loại sở vứt bỏ quái vật. Tô Lạc do dự. Khả vì cái gì mà chiến sao? Chỉ là vì trả một cái nhân tình mà thôi. Tô lạc kia chỉ bị lây nhiễm cánh tay bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm, dọc theo mặt đất vòng quanh tại tô vô dạ thân thể chung quanh. Tại đây một khắc, tô lạc tự hồ muốn đem chính mình sinh mệnh bên trong trận tồn hết thảy đều bộc phát ra đến giống nhau. Nguyên bản vòng quanh tại tô vô dạ bên người ngọn lửa nhỏ, nhất thời bạo động lên, hóa thành sắc thép mặt đất bị hòa tan vì chất lỏng, ánh lửa muốn đem toàn bộ tối đen bóng đêm sợ chiếu sáng lên. Thái Dương Thiên không xuất hiện đợt thứ hai Thái Dương, trên mặt đất niêm trù đến tự như nhằm tương giống nhau vật thể tại cao ốc phía dưới đất trống bên trên lan tràn, phát tiết nó nhiệt lượng. Này chính là nhân loại tiến hóa sau khủng bố chỗ. Lúc này đây bộc phát ra đến hỏa diễm độ ấm thậm chí thẳng bức Thái Dương mặt ngoài độ ấm. Càng miễn bàn tại đây chút trong hỏa diễm tâm tô vô dạ khả tô lạc minh bạch, này căn bản không thể đối tô vô dạ tạo thành bất cứ thực chất tính thương tổn. Quả nhiên, tại kia chói mắt ánh lửa bên trong, mất đi nửa người trên quần áo tô vô dạ, chậm rãi từ này cực nóng độ ấm bên trong đi ra, tại hắn da thịt mặt ngoài, cũng không phải nhân loại hẳn là có sắc màu, mà là một loại bị hỏa diễm hòa tan qua đi sắc thép giống nhau sắc màu. Tô vô dạ như trước vẫn duy trì kia băng lãnh khuôn mặt, hắn nhìn tô lạc quả thực tự như đang nhìn một cái sắp chết dẫy dù tiểu lão thử. Thật đáng tiếc không thể lại cùng ngươi kề vai chiến đấu, thiếu tá. Tô vô dạ đã đối tô lạc hạ sát tâm, thế nhưng bị hỏa diễm sở hòa tan mặt đất bên trong lại toát ra một tuyệt đối không nên thuộc về những thứ kia. Khô lâu cánh tay Một cái trắng bóng khô lâu cánh tay không hài hòa từ đại địa bên trong sông ra, cánh tay này muốn bắt lấy tô vô dạ chân, thế nhưng còn không có tới gần tô vô dạ liền biến thành sắt thép cương trực ở nơi nào. Kề vai chiến đấu, tô vô dạ mà nói nhắc nhở khởi tô lạc, chính mình cũng không phải một người. Còn có. Cái kia tiểu cô nương. Cái kia thoạt nhìn thực chưa trưởng thành ngân phát nữ tử, không biết khi nào xuất hiện ở tô lạc phía sau, mặt không chút thay đổi nhìn này hết thảy, sau đó. Nàng rút ra trong tay chui này Frostomon. Vu yêu vương lửa giận, sẽ do toàn bộ thế giới đến gánh vác, khiến hết thảy hóa thành băng sương đi. Này chính là ác tha nội tâm bên trong chân thật ý tưởng. Tại vô tận cực nóng qua đi, một cổ đau đớn linh hồn rét lạnh bắt đầu lan tràn lên, nguyên bản bị hòa tan vi dung nham giống nhau mặt đất bị nháy mắt đông lại, bằng làm sắc sương giá suy phất ở tô vô dạ thân thể chung quanh. Cuối cùng, tự như nguyền rủ giống nhau rét lạnh, vô luận là từ nhục thể, vẫn là từ linh hồn bên trên, đều hàng lâm ở tô vô dạ trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Trận chiến cuối cùng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tuyết, thứ này ai không có gặp qua? Nhưng vừa rồi nơi này vốn là dung nham tàn sát bừa bãi cực nóng chi địa, tại chỉ chớp mắt chi gian lại nháy mắt liền bị băng tuyết sở thôn phệ lọc vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ đều biến thành băng lam sắc màu. Tô Lạc Chân chính trực quan cảm nhận được vị kia thoạt nhìn vị thành niên thiếu nữ đến cùng có bao nhiêu cường đại lực lượng. Này còn không chỉ. Rống. Thiên không đột nhiên truyền đến xa xăm ngâm kêu thanh. Đây là cái gì sinh vật? Tô Lạc kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy mấy chỉ không nên thuộc về thế giới này sinh vật, long. Cự long. Liên tính chỉ còn lại có chính mình xương cốt, nhưng không có giảm bớt này quần đã chết đi sinh vật khi còn sống nửa phần uy nghiêm. Này quần cự long tại thiên không bên trong phẫn nộ rít gào, tuyên thệ chính mình hàng lâm, kia vài tân liên ban đuổi tới trợ giúp quân đội, toàn bộ đều bị cự long trong miệng phục lên mà ra băng xương thần tức cấp biến thành vĩnh hằng khắc băng. Giác chi giác chi. Nếu nói kia vài cự long cho tô lạc là một loại kinh diễm mà nói, như vậy từ địa để bên trong không ngừng bỏ ra sinh linh, còn lại là một loại rung động không có chừng mực khô lâu hải kia vài đồng tử bên trong thiêu đốt u làm sắc linh hồn chi hỏa vu yêu vương dưới trướng tối trung thành chiến sĩ chúng nó lại ở thế giới này sống lại cầm lấy chúng nó đã mục nát lưỡi dao lại vì chính mình vương mà chiến ác tha đứng thẳng ở thiên tai quân đoàn chính trung ương màu ngân bạch tóc dài cùng áo choàng theo gió lạnh trôi nổi suy phất mà lên màu đỏ thắm đồng tử bên trong thẳng tắp nhìn chăm chú vào kia bị hàng băng sở phong tỏa đại địa Tô lạc đại não thoáng đứng hình một chút, này. Này đến cùng là sao thế này? Chỉ biết tồn tại ở truyền thuyết bên trong sự vật, hôm nay thế nhưng xuất hiện tại chính mình trước mắt. Này hết thảy đều tại trùng kích tô lạc thường thức xem. Nàng là ai? Cái kia hài tử tên đầy đủ gọi Atha Menthiu. Lộ thu thanh âm tại lẫm liệt gió lạnh bên trong vang lên, sau xuất hiện ở vết thương đầy người tô lạc phía sau. Đừng nhìn nàng như vậy, kỳ thật nhưng là từng dẫn theo quân đội chinh chiến các nơi công chúa Điện Hạ Nga, thế giới kia quốc gia công chúa Điện Hạ. Lộ thu đánh giá lúc này tô lạc, thân thể trạng huống thực không xong, không chỉ hai cánh tay hoàn toàn mất đi bất cứ tác dụng, thân thể cơ năng cũng bởi vì lực lượng bùng nổ quá độ mà thẳng tắp hạ xuống, hát quan virus đã hoàn toàn đột phá tô lạc thân thể phòng tuyến, tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Không lâu sau, tô lạc liền sẽ biến thành không có lý trí quái vật, bị hắc quan virus sở thôn phệ linh hồn quái vật. Này! Chính là lực lượng của ngươi sao? Tô lặc lắng nghe bốn phía lửa đạn thanh, kia vài vong linh quân đoàn đang tại cùng tân liên bang trú địa quân đội giao chiến, thế cục giằng co, nhưng trong khoảng thời gian ngắn kia vài trú địa quân đội vẫn là không có cách nào công phá nơi này. Ngươi cũng là lực lượng của ta chi nhất a, à, Tô Lạc. Lộ thu cuối lưng nhìn mày gắt gao khóa Tô lặc hắn đang tại chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ cũng chính là áp chế hát quan virus xâm nhập. Thế nhưng vô dụng. Tô lạc trên người thương thế quá nặng, hiện tại hát quan virus đang tại dần dần tầm ăn lên tô lạc thân thể bên trong mỗi một bộ phận. Bất quá cũng không có gì gọi là. Kế tiếp sự tình ta đến làm đi. Dù sao chỉ là một công cụ mà thôi, lộ thu muốn mục đích đã tới, hiện tại tô vô dạ hoàn toàn bị ác tha cấp đóng băng thành không thể động đầy khắc băng cuối cùng cho tô vô dạ cuối cùng một kích nhân, sẽ là chính mình. Lộ thu. Chờ một chút. Tô lạc giống như muốn nói cái gì đó, nhưng là thân thể đau đớn khiến hắn nhịn không được cắn được chính mình đầu lưỡi. Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, tô lạc thiếu tá. Lộ thu xoay người đạp kết thành băng tinh mặt đất, hướng về kia tòa bị đông lại khắc băng đi. Đem kia khỏa có thể đem chính mình huyết thống cấp phong ấn đinh sắc dấu ở chính mình phía sau sắt thép nhưng là có một loại đặc tính, này cùng đoán kiếm định hình là một cái đạo lý. Nhưng lộ thu biết, chính mình sợ đối mặt tồn tại là có thể đem hết thảy sắt thép tùy tiện trưởng khống nam nhân. Cho nên chẳng sợ hiện tại đã bị ác tha dụng có thể đông lại linh hồn băng tinh cấp đóng băng, hắn như trước sống. Khả tô vô dạ có tránh thoát này băng chi nhà giam năng lực, nhưng tô vô dạ lại không có, ở nơi nào lặng lặng chờ đợi tự như một giả thú ở nơi nào lẳng lặng chờ đợi một cái vô tri gia hỏa bước vào nó tấn công phạm vi giống nhau. Một kích tể sát. Tô vô dạ năng lực là khiến chung quanh hết thảy đều hóa thành băng lạnh sắt thép, vô luận là bất cứ thứ gì. Nhưng lộ thu liền cùng tô lạc giống nhau, hắn chỉ có va chạm vào đối phương thân thể, mới có thể đem đối phương sắt thép hóa. Nếu đụng vào không đến thân thể đâu. Dết không chết của ta, lộ thu từng bước hướng về cái kia nam nhân đi cảm giác tim đập bắt đầu dần dần nhanh hơn đây là đã lâu sợ hãi cảm tại kia trên thân nam nhân quả nhiên tại lộ thu đứng thẳng ở tô vô dạ trước mặt thời điểm tại tô vô dạ trên người khối băng đột nhiên bạo liệt mở ra tô vô dạ vươn ra tay mình hướng về lộ thu cổ chập tới tô vô dạ tin tưởng chỉ cần chính mình va chạm vào lộ thu thân thể tuyệt đối có thể giết chết lộ thu vô dụng Lộ Thu đang chuẩn bị hóa thành máu tránh thoát Tô Vô Dạ cánh tay thời điểm, một thân ảnh lại đột nhiên chắn Lộ Thu trước mặt. Không thuộc về Lộ Thu máu tươi văng khắp nơi ở Lộ Thu trên mặt. Lộ Thu trừng lớn hai mắt của mình nhìn che ở chính mình trước mặt nhân. Tô Lặc. Hắn ngực bị đối phương cánh tay hoàn toàn cấp xỏ xuyên qua. Vì vì cái gì? Lộ Thu ngây ngẩn cả người. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta không phải nói cho ngươi với ta mà nói tử vong thứ này không tồn tại sao? Vì cái gì còn? Tô Lạc không có làm bất cứ giải thích, hắn vương ra chính mình kia chỉ bị virus sở lây nhiễm, bộ mặt toàn phi giữ tận vô cùng cánh tay, bắt được tô vô dạ đâm vào chính mình trái tim cánh tay, bốn phía không khí, đột nhiên lại bắt đầu trở nên cực nóng lên. Hơn nữa đang tại không ngừng bay lên. Ngu xuẩn. Tô vô dạ trống giận, Tôi lạc thân thể lấy trái tim vi trung tâm bắt đầu biến thành tự như sắt thép băng lãnh sắc màu. Nhưng đại giới sống sót, tôi lạc chỉ là nói đơn giản ra ba chữ sau, lộ thu cùng hắn thế giới liền hoàn toàn bị cách ly ra, bị một đạo đột phá phía chân trời chích viêm sở cách ly, hỏa diễm tại lộ thu trước mặt nhảy lên cao mà lên, đêm này bị sương tuyết sở bao trùm thế giới sở tinh lọc, khai, đừng đùa, ta căn bản là sẽ không chết lộ thu cắn răng một cái vương tay, thế nhưng cực nóng hỏa diễm đem lộ thu sở cự tuyệt, tổn thương đau đớn tại ngay lập tức chi gian liền đình chỉ xuống dưới. Cho nên lộ thu mới chán ghét nhân loại, nhân loại loại này bị cảm tình sở chi phối sinh vật thật là phiền toái đến chết. Chỉ là, này đại biểu cho tô lạc sinh mệnh bên trong cuối cùng một tia dư huy chích viêm, tại sát na chi gian liền từ trước mắt vàng ống ánh biến thành băng lãnh ngân bạch. Hỏa diễm Biến thành sắc thép, bị đồng hóa vì sắt thép ngu xuẩn hạng người trảm đinh tiệc thiết bàn thanh âm vang vọng ở thế giới này sắt thép thoát phá ở trên mặt đất lộ ra trong đó tô vô dạ cùng té trên mặt đất ngực hoàn toàn biến thành băng lãnh sắt thép tô lạc mà tô vô dạ chân chính đạp trên kia bên trên nhân loại thống trị trên thế giới này trăm vạn năm vẫn đều là thế giới này bá chủ hơn nữa đem vĩnh viễn đều là Tô vô dạ một cước đạp vỡ tô lạc hóa thành sắt thép bả vai, cầm tức nhìn lộ thu. Ngu xuẩn hạng người rơi vào kết cục không hơn. Ngoại tộc là thời điểm gánh vác ngươi đối với nhân loại sở phạm phải tội nghiệt. Ta sẽ tự tay đem ngươi đưa lên thập tự giá. Tô vô dạ lại hướng về phía trước đạp ra một bước, sát na chi gian, toàn bộ mặt đất bị màu ngân bạch sở bao trùm, thiên không bên trong phi tường cốt lông, đại địa bên trên cầm trong tay một nát đao kiếm, chiến đấu vong linh quân đoàn, chúng nó nhất thời yên lặng ở nơi nào. Hết thảy không thuộc về nhân loại sự vật, toàn bộ đều bị kia màu ngân bạch quang mang cấp cuốn quanh. Biến thành một không hề sinh khí sắt thép điêu khắc. Tân liên bang quân đội tự như sóng triều giống nhau dũng mãnh tràn vào quảng trường bên trong, đem kia vài hóa thành điêu khắc khô lâu cấp đẩy ngã. Lộ thu đứng thẳng ở nhân loại vây quanh dưới. Khóe miệng lại phát thảo lên, cái loại này không biết đang vì hà hưng phấn tươi cười, lại xuất hiện ở lộ thu trên mặt tội nghiệt sao ta nói tổng thống đại nhân lộ thu hướng về tổng thống đi ngươi biết rõ sắt thép đun nóng sau sẽ biến thành cái dạng gì sao ta biết ngươi tử vong bộ dáng tô vô dạ đột nhiên nhằm phía lộ thu mà lộ thu cũng hướng về tô vô dạ vọt qua tô vô dạ giơ lên cao khởi tay mình bắt được lộ thu cổ tiếp lộ thu toàn thân bị màu ngân bạch sắc màu lan tràn xuống rõ ràng nhục thể lấy khó có thể tin tưởng tốc độ hóa thành không có bất cứ cảm tình sắt thép tô vô dạ không có dết chết lộ thu hắn biết lộ thu là dết không chết này quái vật sẽ không tử vong cho nên chỉ có dùng phương thức này đem lộ thu cấp phong tỏa trụ thế nhưng nương lực lượng của ngươi lộ thu trên mặt lộ ra để người run rẩy tươi cười giờ lên chính mình còn chưa bị sắt thép hóa cánh tay cánh tay kia thượng nắm rõ ràng là kia một viên đinh sắt. Cũng không phải đâm về phía Tô Vô Dạ, mà là chính mình. Tử vong sau Lộ Thu sẽ tân sinh, hết thảy đối với chính mình tai hại trạng thái sẽ giải trừ. Đinh sắt xỏ xuyên qua Lộ Thu đại não, Lộ Thu vì lý giải trừ này bị sắt thép hóa trạng thái, đem chính mình tự tay giết chết. A à, ha ha ha. Tiếng cười không ngừng tại toàn bộ thủ đô trên không quanh quẩn. Bị Tô Vô Dạ bóp chặt cổ Lộ Thu, tại tử vong sau lại chiếm được tân sinh, về tới nhục thể nháy mắt sát na đem thân thể của chính mình biến thành một bãi huyết thủy ngã xuống ở trên mặt đất. Vô dụng dãy dụa. Tô vô dạ một cước đạp ở trên mặt đất, kia vài huyết thủy nhanh chóng biến thành nước thét. Ngươi tại công kích nơi nào đâu? Chết đi. Một giọt máu ở không trung cấu thành lộ thu thân thể, hắn đồng tử tại màn đêm dưới chiếc xạ ra màu đỏ tươi quan mang, trong tay đinh sắc hướng về tô vô dạ trái tim đâm tới khả tô vô dạ đạp nát dưới chân mặt đất, theo sau địa để đột nhiên toát ra đại lượng lợi hại gai nhọn đâm về phía lộ thu thân thể, đem lộ thu thân thể hoàn toàn xỏ xuyên qua. Toàn thân bị châm cứu lộ thu, máu tươi theo thiết thứ chảy xuôi xuống, kia một quả đinh sắt cũng theo lộ thu thủ ngã xuống ở trên mặt đất, nhưng biến thành một bãi máu tươi. Chỉ là tại tô vô dạ đang chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm. Hắn đồng tử lại đột nhiên hơi co lại lên. Khủ! Tô vô dạ trong miệng khụ ra một ngụm máu tươi, trên mặt xuất hiện khó có thể tin tưởng biểu tình. Tại hắn tầm mắt bên trong, thấy lộ thu kia kỳ quái tươi cười. Một quả đinh sắc xỏ xuyên qua tô vô dạ trái tim, cho tới nay toàn bộ tân liên bang chiến thần, bị thương. Tô vô dạ về phía sau đi vài bước, không thể tin nhìn chính mình ngực. Tô. Tô lạc. Hắn quay đầu lại, đối với đêm này mai đinh sắc đâm vào chính mình người rống giận. Tô lạc trên mặt không có bất cứ biểu tình, kia chỉ bị virus lây nhiễm thủ như ngừng lại nơi nào. Ngươi này phản đồ. Phản bội cả nhân loại phản đồ. Sở hữu nhân loại. Tất cả mọi người sẽ không tha thứ ngươi. Tô lặc, Tô vô dạ quỵ xuống trên mặt đất, hắn che chính mình ngực, chẳng sợ hắn tái cường đại, cũng vô pháp ngăn cản này mai đinh sắc lực lượng. Này mai đinh sắc nhưng là từng giết chết qua di sớt thánh đinh. Cuối cùng, tô vô dạ cao lớn thân thể ngã xuống đất, vị này có được bị sắt thép sở rèn tâm linh, bị sắt thép sở đúc thân hình, nhân loại ưu tú nhất lãnh tụ, lại bị một quả nhân loại sở đúc đinh sắt cấp giết chết. Dùng hết chính mình thân thể cuối cùng một tia lực lượng tô lạc, cũng về phía sau ngã xuống đất. Tràn đầy âm trầm thiên không, dần dần bắt đầu hạ khởi tiểu tuyết, là chân chính tuyết, dừng ở tô lạc trên mặt, nguyên bản cực nóng thân thể, bắt đầu trở nên băng lãnh lên nội tâm cũng bắt đầu dần dần trở nên băng lãnh, hát quan virus đã muốn đem tô lạc toàn thân sợ chiếm cứ. Khả một thân ảnh vẫn đứng ở tô lạc trước mặt, tuyết bị này thân ảnh sợ ngăn trở. Kết thúc. Hết thảy. Làm thực không sai, tô lạc. Lộ thu trong mắt màu đỏ tươi quan mang phản chiếu tại tô lạc tầm mắt bên trong, cùng lúc đó, còn có một thanh màu ngân bạch hồng súng nhắm ngay tô lạc đại não. Ngươi không nghĩ biến thành kia vài quái vật đúng không? là một nhân loại. Nhân loại sao? Tô lạc nghẹn ngào vài tiếng. Không biết nên nói một ít cái gì, ta giống như đã không có tư cách lại thân là một nhân loại đâu. Không hề thuộc về bất luận nhân loại. Lộ thu. Lẽ loi một mình tô lạc niệm ra một người danh tự. Cái gì? Lộ thu đã cầm trong tay thương thượng hảo thang, thủ khoát lên cò súng bên trên, tiếp theo dây liền có thể đem tô lạc cấp bắn chết, chung kết hắn tính danh chúng ta là bằng hữu sao bằng hữu ngươi chỉ là trong tay ta một công cụ mà thôi công cụ mà thôi lộ thu tay run run lên một chút nhìn tô lạc dần dần trở nên vô thần ánh mắt cuối cùng a à, là bằng hữu ngươi là ta tốt nhất bằng hữu tô lạc phải không hắn nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt của mình tiếng súng tại đây ban đêm vang lên thủ đô trận đầu tuyết bị máu tươi sở nhụm đẫm viên đạn xỏ xuyên qua tô lạc đại não, chung kết vị này thiếu tá truyền kỳ nhất sinh. Lộ thu trong tay thương ngã xuống ở trên mặt đất, tô lạc trên người đột nhiên bị trong suốt băng tinh sở bao trùm, đem hắn thân thể cấp hoàn toàn bao trùm, đông lại hết thảy virus cùng tế bào băng tinh, làm thành một băng quang, đem tô lạc mai tán vu trong đó. Chủ nhân Ác tha đứng ở lộ thu phía sau, kia vài tân liên bang binh lính đã bị ác tha cấp toàn bộ giải quyết, lộ thu thủ phất qua này này tòa do băng sương sở đúc quan tài. Đem vị này thiếu tá, không, tô lạc mai táng. Đây là một đáng giá khiến ta kỷ niệm công cụ. Khi vì sao phải mai táng? Ác tha không có hỏi, triệu hồi ra mấy chỉ khô lâu binh tướng này băng chi linh cửu kéo vào thế giới kia mộ trường bên trong. Lộ thu ngẩng đầu nhìn hạ khởi tiểu tuyết đến thiên không, nhìn địa thượng nằm tô vô dạ thi thể. Đi, a à giờ thế giới này chung chương, ta là thời điểm nên thay nó viết thượng kết cục. PS Cuối cùng làm ầm ỉ hoàng tân liên bang, lại đi trên thế giới làm ầm ỉ một chút không sai biệt lắm là có thể đi kế tiếp thế giới chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Đại Mạc Nhật Thời Đại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tại thủ đô địa hà tị nạn bên trong, đại bộ phận nhân chen lớn ở trong này, tránh né thủ đô bên trong kia vài đang tại tàn sát bừa bãi tan thi. Không khí, phi thường nặng nề, xích hồng sắc ngọn đèn để người cảm giác phi thường hầm hực. Nhẹ giọng nức nở thanh tại đây nhỏ hẹp trong không khí quanh quẩn. Đủ loại nhân ngồi ở chỗ này, lại hoặc là đứng ở nơi đó, bọn họ chỉ có một mục đích, kia. Chính là tại đây một hồi thổi quét toàn quốc virus tai nạn bên trong sống sót rời xa kia vài tang thi. Đối. Thổi quét toàn quốc. Một ít nhân thấp giọng trò chuyện, nói nhỏ, một vài khác nhân thì nhắm mắt lại cầu nguyện. Những kẻ tin giáo thỉnh cầu bọn họ thần che chở bọn họ, mà một vài khác vô tín ngưỡng giả nhóm tắt cầu xin bọn họ chính phủ có thể bảo hộ bọn họ. Như vậy đi xuống hội xong đời. Đại gia. Đều sẽ xong đời. Nhưng có một chút nhân, cũng đã hoàn toàn bị kia địa ngục cảnh sát cấp tra tấn tinh thần phá vỡ. Thỉnh bình tĩnh. Tại địa hạ chỗ tránh nạn phụ trách quản lý binh lính hướng đi vị kia thất khống thị dân, đè lại bờ vai của hắn. Buông ra ta. Khiến ta đi ra ngoài. Đợi ở trong này có thể làm chỉ có chờ chết mà thôi, kia vài tan thi căn bản chết không chết. Anh Nhi khóc nỉ non thanh theo vị này thì dân rống giận bốn phía vang lên, này càng thêm vi toàn bộ chỗ tránh nạn tăng thêm một tia âm trầm. Các nam nhân cắn chặt răng, các nữ nhân bắt đầu lạnh run. Vì cái này quốc gia, thế giới này tương lai mà cảm thấy mê man. Virus đúng là lan tràn. Khi vài tang thi đang tại từng bước tầm ăn lên nhân loại sinh tồn không gian, chẳng lẽ thật sự tự như điện ảnh thượng như vậy, tận thế tiến đến sao? Đáp án là phủ định tên kia binh lính dùng bán súng đem cái kia thất khống thị dân cấp kích choáng. Hắn té trên mặt đất, im lặng xuống dưới, nhưng ở đây mọi người nội tâm lại dần dần bắt đầu chìm vào đáy cốc. Bọn họ sở dĩ không có tuyệt vọng, đó là bởi vì bọn họ nội tâm bên trong còn có mang một tia hy vọng. Này quốc gia có thể chiến thắng virus hy vọng. Nguyên nhân chính là tân liên bang thống trị giả, cái kia vĩnh viễn sẽ không chiến bại tổng thống đại nhân. Thời gian tí tách đi, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ tránh nạn trên vách tường đeo tiểu tiểu TV. Hiện tại là 23 điểm 50 phân. Còn có 10 phút liền là ngày hôm sau bình minh tiến đến, nhưng mọi người chờ đợi cũng không phải ngày hôm sau bình minh. Mà là từ vài ngày trước, cơ hồ trở thành bọn họ mỗi ngày đều tất yếu nghe đưa tin, cơ hồ đã nghe được phiền chán đưa tin. Hiện tại bọn họ lại vô cùng khát vọng lại nghe được virus đã bị thành công trấn áp, thỉnh thị dân nhóm không cần lo lắng, linh tinh tin tức. Nhanh, tại mỗi ngày 12 điểm cùng nửa đêm, Tổng thống đều sẽ tự mình diễn thuyết một lần, nói cho tân liên bang công dân, đối virus trấn áp đã thành công, hoặc là tiếp cận thành công bao nhiêu. Cầu nguyện nhân mở mắt, khóc nhân lau khô nước mắt, cơ hồ là tân liên bang sở hữu công dân đều dừng tay trung sự vật, toàn tâm toàn ý nhìn màn hình. Thời gian chậm rãi chuyển động, rốt cuộc đêm khuya tiếng chuông, lặng yên vang lên, tối đèn sắc TV màn hình cũng lóe ra một chút, xuất hiện tổng thống văn phòng hình ảnh. Vi Tân Liên bang mang đến thắng lợi tin tức đi, này đối với nội tâm đã tiếp cận phá vỡ đám người mà nói thật là quá trọng yếu. Tổng thống đại nhân thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở màn hình bên trên, mọi người nội tâm cơ hồ đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, khả. Tiếp theo dây, bọn họ thấy rõ ràng, hiện ra tại màn hình bên trên gì đó là cái gì? Thập tự giá cao cao sắc thép thập tự giá vắt ngang mà lên tinh hồng máu từ cái kia tên là tô vô dạ nằm nhân ngực chảy xuôi xuống nguyên bản uy phong lẩm lẩm tô vô dạ lúc này lặng yên không một tiếng động bị trói tại thập tự giá bên trên như thế nào sẽ này đến cùng là sao thế này kia không phải tổng thống đại nhân đi không khả năng tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình run rẩy muốn biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy cái kia tân liên ban trụ cột hiện tại giống như đã tiêu thất là các ngươi tổng thống tô vô dạ nga một xa là thanh âm tại mọi người bên tai quanh quẩn màn ảnh chuyển động một chút lại về tới tổng thống văn phòng nhưng mà ngồi ở bàn công tác vị trí thượng lại không phải tô vô dạ mà là một để người cảm giác được vô cùng xa là gương mặt tái nhật đến không có bất cứ huyết sắc hai má màu đỏ tươi đồng tử chế nhạo nhìn chăm chú vào màn ảnh môi hé có thể thấy trong đó tựa như cá mập bình thường răng nanh hiện tại lộ thu đang tại sở hữu tân liên bang thị dân nhìn chăm chú dưới kể ra chính mình muốn nói lời nói quý an chư quân các ngươi nhất định tại nghi hoặc ta là ai đúng không vì cái gì sẽ ngồi ở chỗ này vì cái gì các ngươi tổng thống sẽ bị đinh tại kia băng lãnh thập tự giá thường biến thành một khối thi thể kia vài virus là từ đâu đến cho các ngươi lâm vào này đó khủng hoảng bên trong gì đó, đến cùng là từ đâu đến. Lộ thu dựng lên một ngón tay. Đáp án chỉ có một, đó chính là ta. Hết thảy đều là ta làm. Là ta tản virus, khiến kia vài tang thi tàn sát bừa bãi ở thế giới này, cho các ngươi nhân loại thoải mái hàng ngày biến thành bọc nước, mà ta cũng là giết chết các ngươi thân nhân, giết chết các ngươi người yêu, giết chết các ngươi bằng hữu cái kia hung thủ. Đồng dạng, cũng là giết chết các ngươi sợ chí ái, sợ sợ hãi, sợ tôn kính tổng thống đại nhân, Tô vô dạ nhân. Lộ Thu mà nói quanh quẩn tại toàn bộ Tân Liên bang trên không, không chỉ Tân Liên bang, toàn bộ thế giới tất cả mọi người một mảnh ồ lên, nghi ngờ, phủ định, sợ hãi, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc tại nhân loại nhóm nội tâm bên trong nảy sinh. Tin tưởng cũng hảo, không tin cũng hảo. Lộ Thu là cười đem những lời này cấp nói ra, thế nhưng kế tiếp ta sợ phải làm sự tình giết chết các ngươi thân cận nhân, giết chết các ngươi tổng thống, khiến tân liên bang lâm vào loại này tuyệt vọng địa ngục bình thường sau, ta sợ phải làm sự tình. Kia! Chính là giết chết ngươi Nga. Lộ thu nhìn chăm chú vào màn ảnh, tự như tại xuyên thấu qua màn ảnh nhìn chăm chú vào đang xem trận này trực tiếp mỗi người giống nhau. Không cần cho nhau nhìn quanh, cũng không muốn lui về phía sau, lại càng không muốn hoài nghi ta sợ chỉ ngươi bên người những người khác, chính là chính ngươi thân là nhân loại các ngươi này cũng không phải khủng bố tập kích cũng không phải cái gì chính biến ta muốn gì đó không có mặt khác cũng chỉ có đem thân là nhân loại các ngươi cấp toàn bộ giết chết không hơn đơn thuần chỉ là vì giết người cũng không phải vì địa vị lại càng không là vì tiền tài chỉ là vì sát lục người kia là phong tử sao dựa vào cái gì ta khả cùng người kia không có bất cứ cừu Ta là vô tội. Một ít thị dân bắt đầu không hiểu vì cái gì. Một ít nhân thậm chí ngay cả lộ thu là ai đều không biết, hiện tại lại nghe thấy lộ thu muốn đem chính mình đuổi tận giết tuyệt. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ta là vô tội. Vì cái gì các ngươi có thể sống sót trên thế giới này? Vì cái gì các ngươi hiện tại có thể đứng ở chỗ này? Lộ thu giống như tại trả lời nhóm người nào đó nghi vấn giống nhau, mở ra chính mình hai tay các ngươi từng có được hòa bình sinh hoạt an vật gia đình hành tẩu khắp cả thế giới quyền lợi dựa vào cái gì các ngươi dựa vào cái gì có được này đó lộ thu chất vấn bọn họ bởi vì các ngươi nhân loại là thế giới này chúa tể thế giới này hết thảy đều tất yếu nghe theo các ngươi phục tùng các ngươi thế nhưng cho các ngươi này hết thảy đại giới lại là cái gì các ngươi có lẽ tại nội tâm bên trong tuyên thệ chính mình là vô tội không có thương hại qua bất cứ nhân. Nhưng, trừ bỏ nhân loại bên ngoài đâu? Trừ bọn ngươi ra đồng loại bên ngoài đâu? Trên thế giới sinh linh hơn một ngàn vạn chủng, chúa tể thế giới này các ngươi có được tùy ý giết hại chúng nó quyền lợi. Bởi vì các ngươi cần, cần chúng nó huyết nhục đến duy trì của ngươi sinh mệnh. Các ngươi lại không có vì thế cảm giác được không ổn, bởi vì này là đương nhiên. Ở chuỗi thực vật đỉnh các ngươi, cho rằng này đó giết hại là đương nhiên. Giết chết chúng nó, ăn luôn chúng nó. Ta nghĩ không ít người đều nếm qua nhất đốn phong phú bữa tối đi. Ở thế giới đỉnh, tùy ý cướp đoạt mặt khác sinh mệnh cảm giác rất mỹ diệu không phải sao. Nhục hương vị rất mỹ vị đi. Máu tươi hương vị thật ngon miệng đi. Đứng ở thế giới đỉnh nhìn xuống mặt khác giống loài cảm giác thật vui sướng đúng không? Lộ thu muốn nói gì đó. Thế nhưng hôm nay các ngươi không hề là này chuỗi thực vật đỉnh giống loài. Thế giới không hề tùy các ngươi thống trị. Các ngươi địa vị sẽ từ săn thực giả biến thành bị săn bắn giả. Thể hội một chút đi. Cảm thụ một chút đi. Cả ngày trốn kinh hoảng bị trảo đến sau giết chết sợ hãi. Lộ thu cũng không có nói ra bản thân chân thật thân phận, cũng không có đem chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy lý do nói ra đi. Bởi vì không cần phải, nhân loại dựa vào cái gì thương hại một quỷ hút máu? Này cùng lộ thu dựa vào cái gì đồng tình một nhân loại là đồng dạng đạo lý? Nhân loại, thế giới này tận thế bắt đầu, thỉnh cố gắng dãy dụa đi, vì chính mình võn vẹn sở còn lại tính mạng mà dãy dụa. Sau đó bị kia vài đám tang thi cấp bắt lấy, nhất điểm nhất điểm, liên xương cốt đều không thẳng bị gặm hầu như không còn. Cuối cùng, tivi màn hình đột nhiên hoàn toàn tắt, toàn bộ tân liên bang, toàn thế giới đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong là là gạt người đi khẳng định là cái gì khủng bố tổ chức tập kích linh tinh tổng thống thi thể cũng là ps đi lên đi tận thế thật sự đến đây cái kia gia hỏa là ai một ít nhân phát biểu chính mình ngôn luận nhưng là một ít tân liên bang ngoại quốc gia lại hoàn toàn bất đồng lão thiên ngươi tin tưởng sao tân liên bang này xương cứng thế nhưng bị một người cấp cắn xuống dưới liên cái kia khủng bố nam nhân đều bị giết chết lúc này tại usa chính là thái dương cao chiếu giữa trưa không thời khắc nào là không dám thị giả tân liên bang usa sớm liền tại chú ý tân liên bang cảnh nội tình huống usa cao tầng đã khẩn cấp tổ chức hội nghị khẳng định là khủng bố tổ chức hư đầu hủy diệt nhân loại mang đến tận thế cái kia gia hỏa khẳng định còn không có tỉnh ngủ nhưng có thể khẳng định là tân liên bang bên trong thế cục đã triệt để rung chuyển, thế nào muốn quân sự tham gia sao? Lại quan sát một chút đi. Liên tại này đó thế giới cao tầng người lãnh đạo tại tranh luận thời điểm. Toàn bộ phòng họp nội lại đột nhiên vang lên cảnh báo. Vì kia đưa ra quân sự tham gia tướng lãnh, cũng chính là quốc phòng bộ trưởng trước mặt điện thoại đột nhiên vang lên, hắn lập tức cầm lấy chuyển được. Tại 30 phút tiền kiểm tra đo lường đến hạch đã kích phản ứng cái gì hắn kinh ngạc kêu lên đến từ nơi nào địa điểm đâu đến cùng là quốc gia nào nghĩ đến một lần lần thứ tư đại chiến thế giới sao đến đến từ tân liên bang điện thoại bên trong mang theo không thể tinh thanh âm hàng hạ xuống địa điểm có năm trong tay hắn điện thoại suýt nữa không có cầm chắc năm viên đầu đạn hạt nhân Tân Liên Bang lần này muốn làm cái gì? Muốn đem thế giới này cấp toàn bộ hủy diệt sao? Cho ta chuyển được quốc phòng bộ. Chặn lại đến. Liên tính tại mặt khác quốc gia trên không bạo tạc cũng không có gì gọi là. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển đến đã hoàn toàn có thể khóa quốc phát xạ đầu đạn hạt nhân. Nhưng vấn đề là phương thức này rất dễ dàng bại lộ, chặn lại càng là đơn giản. Mặc kệ thế nào, trước ngăn lại đến. Thế nhưng quốc phòng bộ không có phản ứng cái gì hắn kích động đứng lên đến cùng là sao thế này toàn toàn diệt căn cứ dám thị nghi quốc phòng bộ nội nhân viên toàn bộ toàn bộ tử vong hôm nay không phải ngày cá tháng tư hắn thiếu chút nữa đem điện thoại cấp bóp nát nhưng là này cũng không phải là ngày cá tháng tư tại cửa đột nhiên đứng thẳng một vị mặt hát sắc jacket kết mang theo áo liền mũ nam nhân, tay hắn biến thành tối đen sắc lợi trảo mặt trên lây dính màu đỏ tươi máu, áo liền mũ hạ đồng tử, tản ra mang theo sát ý quan mang. Ngươi! Điện thoại ngã xuống ở trên mặt đất. Xin lỗi, Tổng thống tiên sinh. Alex lợi trảo muốn đem trước mặt mọi người cấp xé nát thời điểm, lôi điện lóe ra thanh âm đột nhiên tại cửa tạc liệt mà ra, tầng tầng va chạm ở Alex trên người. USA cũng là có cường đại siêu năng lực giả. Chạy mau. Từ ngoài cửa đi ra một ăn mặc quái dị bóng người. Alex chậm rãi bò lên nhìn kia và chạy trối chết cao tầng, lại nhìn thoáng qua che ở chính mình trước mặt tồn tại. Xích hồng sắc quan mang đột nhiên chiếm cứ ở Alex toàn thân, thứ gì tự như muốn theo Alex thân thể bên trong phá dũng mà ra. Nguy hiểm cảm. Tại kia vị siêu năng lực giả trong lòng nổi lên. Ách a. À. Alex phát ra một tiếng làm cho người ta sợ hãi rít gào, đột nhiên chi gian từ thân thể hắn bên trong chui ra mấy chục chỉ màu đỏ tươi xúc tu, đem phòng ốc, mặt đất, nhân loại cấp hoàn toàn nghiền nát. Tại càng quét qua đi, toàn bộ nóc nhà đều bị hoàn toàn ném đi. Thiên xúc vạn kết chung kết hết thảy. Alex thôn vệ một danh A cấp năng lực giả sau có được lực lượng. Bắt đầu. Thế giới này, bắt đầu cải biến. Thu hồi xúc tu sau, Alex nhìn bị hủy vi một đáng quốc hội, đã biết chính mình đang làm những gì. Diễn thuyết hoàn tất sau đại khái một phút đồng hồ thời gian. Atha đứng ở lộ thu phía sau, yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình chủ nhân. Bởi vì là hạ phó, cho nên có thể mà nói, Atha vẫn đều đi theo lộ thu bên người như hình với bóng. Lộ thu rất ít có chân chính cao hứng thời điểm, hắn mỉm cười chỉ là một loại ngụy trang, vì nhượng nhân loại thả lỏng cảnh giác một loại ngụy trang, bằng không vì máu tươi phun ra cảm giác mà hưng phấn. Chân chính đề được với khoái hoạt cùng cao hứng loại này cảm tình, Ác rất ít nhìn thấy, thế nhưng hôm nay, Ác Tha lại thấy. Lúc này, đang tại Tân Liên Bang thủ đô chính trung ương kia tòa nối thẳng phía chân trời cao ốc tầng cao nhất tầng. Gió thổi phất, Lộ Thu đứng ở này tòa cao ốc tầng cao nhất bên cạnh, nhìn xuống phía dưới phồn hoa thành thị. Tại Lộ Thu trong tay cầm một quả mặt dây chuyền, mặt dây chuyền bên trong một ít trong suốt gì đó đang tại lóe ra. Tối đen sắc bầu trời đêm, không có cuối. Ác tha chính kỳ quái lộ thu muốn làm cái gì thời điểm. Thái dương đột nhiên dâng lên đến đây. Không phải thái dương. Ác tha khiếp sợ trừng lớn hai mắt của mình, nhìn đường chân trời thượng sở dâng lên bạch sắc vi quan. Kia không phải thái dương quan mang. Mà là một hồi bạo tạc. Quy lực lớn đến nhượng nhân loại sợ hãi. Cũng không chỉ có một lần, tự như bốn phía xuất hiện mấy luân thái dương giống nhau, thế giới các nơi, đều bị giống nhau uy lực bạo tạc sở bao trùm. Phá hủy Hết thảy đều không đình bị phá hủy, nhân loại tại đây hạo kiếp dưới lạnh run. Đường chân trời thượng sở dâng lên, đại biểu cho hủy diệt gì đó. Tuyệt vọng gì đó. Khả Lộ thu gắt gao tích cốc tay trung kia một quả mặt dây chuyền, có chút bệnh trạng bình thường cười. Thành công. Ta thành công. Thật sự thành công. Đêm này thế giới đẩy vào tận thế. Lộ thu kích động qua đi lại quỷ xuống trên mặt đất, nắm chặt mặt dây chuyền, trong suốt chất lỏng tại lộ thu khóe mắt xẹt qua, nhỏ giọt ở kia mai mặt dây chuyền bên trên, lập tức hảo, cơ nhi. Lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi. Còn kém từng chút một. Còn kém từng chút một mà thôi. Hôm nay, là sẽ tái nhập sử sách một ngày nhân loại bị đẩy vào tận thế thời đại một ngày, toàn bộ dồi dào thế giới, biến thành cằn cỗi phế thổ một ngày. Tận thế tiến đến một ngày. PS Kỳ thật đệ tam quyển là phân tranh quyển. Cũng có thể gọi phế thổ quyển lạp, kỳ thật cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, đại gia cảm giác là viết xong này một quyển đâu, vẫn là trước tiếng nhập kế tiếp thế giới đâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Ta là truyền kỳ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cự ly lây nhiễm 72 thiên À, đây là một tòa thành thị phế tích, cũ nát chiếc xe cùng vỡ ra bê tông mặt đất, trên nhà cao tầng bị thật dày vụ mai cấp bao phủ. Thiên không bị màu xám đen mây đen bao phủ, mỗi trên mặt đất đạp ra một bước, liền sẽ xuất hiện thật nhỏ trần ai này tòa thoạt nhìn đã không có một bóng người quỷ thành, lại nghênh đón phóng khách. Đại khái có hơn 20 nhân đội ngũ, vì cái này tỉnh mịch thành thị tăng thêm vài phần sinh khí. Bọn họ đem chính mình vũ trang đến tận răng, từng nhân loại kia có thể an giật sinh hoạt thế giới đã tiêu thất, từ ngày đó bắt đầu. Tất yếu vì chính mình sinh mệnh mà chiến đấu. Mỗi người đều mang mặt nạ phòng độc, trong đó một người đi tới trước một chiếc xe báo hỏng bỏ đi mặt nạ phòng độc, lộ ra hắn trải qua tang thương trung niên gương mặt, là một Tây Âu nam tính, dày đặc trâu quai nón đều không biết bao lâu không có quải qua. Thủ tại ô tô ở mặt ngoài nhất phủ mà qua, thật dày cho bụi lây dính lên da hắn bao tay, nơi này đã lâu lắm không có sống nhân loại bái phỏng. Phụ cận không có chúng nó, tiếp tục bảo trì cảnh giới. Lấy lĩnh đội giọng điệu, hắn đối với phía sau đội ngũ phân phó một tiếng. Chúng nó. Phi nhân giống loại, không, phải nói từng thân là nhân loại tồn tại, hiện tại lại trở thành sở hữu nhân loại sở sợ hãi gì đó. Mụ đảng, từ lần đó thẩm phán ngày sau, ta đã có hơn 50 thiên không có nhìn thấy qua Thái Dương, loại này kinh hồn tán đảm ngày muốn qua tới khi nào. Đội trưởng, cự ly thánh thành còn có bao nhiêu xa? Không xa, chúng ta nhiệm vụ lập tức liền hoàn thành. Thẩm phán ngày. Bất đồng địa khu, đối ngày đó đều có bất đồng xưng hô. Chính là ngày đó, vĩnh viễn bị âm trầm sở bao phủ ngày đó, đem chúng nó đưa đến trên thế giới mỗi một góc, cùng với nhân loại tối khủng bố vũ khí, tên là hạch bạo bắt đầu. Phóng xạ cùng virus, này hai cái này nọ tàn sát bừa bãi ở thế giới bên trên, đem này thế giới trở nên càng thêm băng lãnh vô tình. Hiện tại, người thường đã không có ở thế giới này sinh hoạt đi xuống năng lực, bọn họ thậm chí so súc vật cũng không bằng, không. Có lẽ có điểm dùng, bởi vì tại đây nhân loại rơi vào chuỗi thực vật thấp tầng thế giới bên trong, một ít nhân vi sống sót, đem đồng loại xem như thực vật là thực bình thường sự tình. Này chi đội ngũ đội trưởng Minh Bạch. Hiện tại thế giới này, đã không có ai sẽ cùng ngươi giảng pháp luật. Bởi vì này thế giới đã không tồn tại quốc gia thứ này, trên thế giới tam đại liên minh quốc, trừ bỏ yêu cây còn tại kéo dài hơi tàn chi ngoại, còn lại đã tới gần giải thể bên cạnh, danh nghĩa, lại càng sẽ không có người sẽ cùng ngươi giảng chính nghĩa cùng đạo đức. Tại đây không thể xác định chính mình ngày mai còn có thể hay không sống thế giới, chỉ có cầu sinh không tiếc hết thảy thủ đoạn sống sót mới là việc. Ta nhớ rõ Italia không có gặp đến hạch đã kích. Tại đội ngũ cuối cùng cuối cùng đội viên nhìn chung quanh một chút bốn phía. Nơi này địch nhân hẳn là đối với chúng ta không thể cấu thành uy hiếp. Trong tay bọn họ nắm tuy rằng là súng ống, nhưng so với súng ống, bọn họ càng thêm tin tưởng chính mình hai tay. Nơi này là chúng nó săn bắn trường, nhân loại dám can đảm bước vào nơi này, không có chút tài năng là không có khả năng. Bảo trì cảnh giới. Vì kia đội trưởng chỉ là phân phó một câu sau, đội phòng độc mặt nạ bảo hộ tiếp tục đi tới. Đang hành tẩu một đoạn thời gian sau, đột nhiên tại không có một bóng người trên ngã tư đường, xuất hiện một bóng người. Đội trưởng làm ra dừng lại thủ thế, giơ lên thương nhắm ngay bóng người kia chúng nó cũng chính là lây nhiễm thể tại không có ngửi được người sống hương vị thời điểm liền cùng thi thể không khác tuyệt đối sẽ không đứng ở đường cái bên trên càng cao đẳng cấp tiến hóa thể tốc độ càng nhanh lực phá hoại càng lớn có được đủ loại đặc thù năng lực đây mới là uy hiếp lớn nhất tồn tại mà khi này chi đội ngũ buộc chặt khởi nội tâm chậm rãi đi vào sau lại có một loại bị lừa cảm giác là một nữ hài tử không thuộc về này tàn nhẫn lãnh khốc thế giới nữ hài. Này bị âm trầm cùng tỉnh mịch sở bao trùm thành thị, nàng đứng ở chỗ này không thích hợp cảm phi thường đại. Đội ngũ bên trong không hề thiếu nam tính huyết sáo. Chung quy đây là một chi tư nhân lính đánh thuê đội, đại gia đều là xuất sinh nhập tự chiến hữu, không có quân đội cái loại này nghiêm túc tính. Đội trưởng cũng thoáng ngay người một chút, mà khi hắn tỉ mỉ đánh giá khởi đứng ở trước mặt vị này nữ hài bộ dáng sau màu ngân bạch tóc dài mặt trên giống như có hai cái mềm mềm lỗ tai tại nhảy lên, màu rượu vang đồng tử. Còn có kia một tiếng tối đen sắc thời trung cổ khải giáp. Nguyên bản kinh diễm biểu tình triệt để biến mất, thay vào đó là một loại sợ hãi cùng khẩn trương. Lui lại. Chẳng sợ này chi đội ngũ đã không biết tại bao nhiêu lần tan thi triệu dân dưới sóng sóc xuống dưới, không biết dạo sát bao nhiêu chỉ cường đại biến dị thể, nhưng tại đội trưởng thấy rõ ràng đối phương bề ngoài sau, quyết định thật nhanh lựa chọn lui lại. Nên đáng chết. Cái kia băng sương ác ma, không chỉ đội trưởng, đội ngũ bên trong đội viên khác cũng nhận ra vị này thiếu nữ thân phận. Nàng cùng của nàng vong linh quân đoàn không phải hẳn là còn tại Great Britain tàn sát bừa bãi sao? Như thế nào chạy đến ý cùng quốc đến đây? Chẳng lẽ mục tiêu là thánh thành? Này quân gia hỏa thật sự tính toán đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt sao? hết thảy sự tình sự tình nguyên nhân. Hết thảy nguyên do bắt đầu. Tại hai tháng trước buổi tối, thẩm phán ngày hàng lâm ngày đó buổi tối. Cái kia gia hỏa nói cho trên thế giới sở hữu nhân, thế giới này sắp phát sinh cái gì? Hắn có rất nhiều chủng xưng hô, phong tử, ác ma, bạo đồ, khủng bố phần tử. Nhưng tối tin cậy xưng hô chính là Quỷ hút máu Chính là cái kia gia hỏa mang cho sở hữu nhân loại lớn như vậy một kinh hỷ lễ vật, virus cùng với khiến thế giới hóa thành phế thổ hạch bạo hắn thành công tại hai tháng sau hôm nay sở hữu nhân loại không thể không vi kia vài khủng bố lây nhiễm thể chiến đấu nhược tiểu nhân biến thành kia vài lây nhiễm thể mồi cường đại nhân tụ tập cùng một chỗ kéo dài hơi tàn sống sót đồng thời lo lắng chính mình ngày mai có thể hay không biến thành lây nhiễm thể mồi ngày mặc kệ thế nào thế giới kết cấu đã hoàn toàn thay đổi hiện tại nhân loại có thể hoạt động an toàn phạm vi trừ bỏ ý cùng quốc thánh thành ngoại, cũng chỉ có mặt khác phân tán ở thế giới các nơi rải rác an toàn khu. Nhưng là, trên thế giới phát sinh các loại để người nghẹn họng nhìn trân trối phá hư, lại nói cho mọi người, này cũng không phải một người, mà là một tổ chức. Đem thế giới đẩy vào tận thế tổ chức. Trước mặt vị này thiếu nữ, chính là này tổ chức bên trong nhất viên. Để cho nhân ấn tượng khác sâu chính là một tháng trước, mấy chỉ tồn tại ở thần thoại bên trong cốt lông cùng kia chút sống lại vong linh quân đoàn đem một A cấp siêu năng lực giả bảo hộ an toàn khu cấp hủy diệt bắt đầu, khiến tất cả mọi người nhớ kỹ vị này để người run rẩy tồn tại. Quả thực tự như vu yêu vương giống nhau. liền tại này chi đội ngũ lựa chọn lui lại thời điểm, lại là một đạo tối đen sắc ám ảnh từ trên trời giáng xuống. Dừng ở này chi đội ngũ chính trung ương. Mặt hát sắc dắt kết cùng mang áo liền mũ nam nhân thấy cái kia nam nhân sau, đội trưởng Yết Hầu nghẹn ngào một chút, nội tâm đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Hôm nay nhất định là chính mình xui xẻo ngay. Vì cái gì sẽ gặp phải người kia? Vị này đội trưởng là một vị A cấp siêu năng lực giả, trên lý luận mà nói, làm A cấp siêu năng lực giả, từ trước đó là vô địch biệt xưng, nhưng là tại đây giết chết qua ngũ vị A cấp siêu năng lực giả nam nhân trước mặt. Trốn không thoát. Băng sương bắt đầu trên mặt đất lan tràn, ngã tư đường hoàn toàn bị đóng băng lên, mặt khác đội viên đều lựa chọn chiến đấu. Chỉ là... Đừng tới gần. Tê lạp. Huyết nhục tinh hồng lây dính ở này màu xám thế giới. Cánh tay biến thành tối đen sắc trường tiên thượng cuốn quanh lóe ra trạm lam sắc lôi điện. Chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ở thế giới này, muốn sống sót. Chỉ có này một loại phương pháp. Này chính là giác ngộ, làm một tại tận thế giải dụ nhân loại. Mười phút qua đi, Alex cánh tay khôi phục bình thường. Hắn nhìn nhất bê bối, kia vài sảm mang theo băng xương thi thể. Lộ thu tên kia muốn những gì? Alex tại đây chút thi thể bên trong thay đổi, đồng thời nhìn hướng về chính mình đi tới Ác Tha. Chủ nhân. Ác Tha suy tư một chút sau, chỉ vào vị kia bị thủ cấp bị chém đứt đội trưởng thi thể, giống như muốn là nào? Alex đi tới đội trưởng bên người, tại hắn trên người thay đổi một chút sau một quả toàn bộ bàn tay đều không có biện pháp dung hạ kỳ quái nham thạch cũng không phải nham thạch alex chăm chú nhìn tay trung vật phẩm bên trong ẩn chứa một loại không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt năng lượng trạm làm sắc quan huy vọng quanh tại đây bên trên trung gian có một phen tự như khóa giống nhau gì đó giống như muốn biết nó bí mật tất yếu cần một phen đối ứng chìa khóa giao cho lộ thu sao cái kia tạo thành hết thảy nam nhân Alex vòng quanh này phiến hoang vu thành thị hắn minh bạch một khi bắt đầu liền không thể lại đình chỉ đi xuống nhưng alex cũng không thích như vậy thế giới hát quan virus đang tại chế tạo cũng không phải lây nhiễm thể mà là một chủng tộc mới có được trí tuệ tân chủng tộc tự như alex giống nhau cho nên nếu thời gian đầy đủ mà nói thế giới này sẽ trọng khải nhưng hiện tại lại trước muốn đem nó hủy diệt Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 76 Tồn tại đến từ dị giới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quỷ hút máu Tại thân là vu yêu vương ác tha ấn tượng bên trong Loại này sinh vật, bình thường đều cùng bóng ma tướng tùy, trốn ở trong bóng tối làm lấy biên bức vi đại biểu sinh vật chúng nó, bản hẳn là có được biên bức trở về nhà tính. Chỉ là, cái kia tên là lộ thu này chỉ quỷ hút máu chân tâm có điểm bất đồng. Hắn hoàn toàn không có suy xét qua chính mình muốn chế tạo ra một cứ điểm linh tinh địa phương. Mang theo hiện tại đã tiến hóa vì virus mẫu thể vưu lợi mạng thế giới chạy loạn. Nhưng mà, hôm nay đi đến Ý cùng quốc sau, sở tìm tạm thời cứ điểm là một tòa hoang phế đại trang viên tại thẩm phán ngày qua đi, thế giới bị một tầng sương mù sở bao phủ, vô luận địa phương nào đều bị thật dày cho bụi cấp bao trùm, này lão cũ trang viên lại bất đồng. Trừ bỏ không có cái gì lục sắc thực vật ngoại, này trang viên ra ngoài ý liệu rất sạch sẽ. Ác tha đứng ở trang viên cửa, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Một nát mộc tài ma sát thanh vang vọng tại trong đại sảnh. Ở dưới bóng ma, đang đứng tại đại sảnh bên trong ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát thân ảnh, chuyển qua thân đến. Hoan nghênh trở về, A à giờ. Lộ thu hai tháng tới nay không có cái gì đại biến hóa. Ân. Ừ. Ác tha yên lặng gật gật đầu, lấy ác tha tính cách căn bản không am hiểu biểu đạt chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Nhưng hiện tại ác tha muốn hỏi một chút, Alex trên tay cái kia hòn đá đến cùng là thứ gì? Cái kia. Ác tha đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Ô hoa tiểu hài tử tiếng khóc đột nhiên tại đây tòa đại sảnh bên trong vang lên, tại đại sảnh cửa hông mảnh bị đẩy ra, một kiều tiểu thân ảnh từ bên trong chạy đi ra. Lộ thu đại nhân. Cứu cứu ta. Làm sao? Vưu lợi. Lộ thu nhìn trốn đến chính mình sau lưng thân ảnh, hai tháng trước vô bắt virus mẫu thể, toàn bộ hát quan virus lây nhiễm thể ý thức tập hợp thể, có được khống chế tan thi quân đoàn năng lực, Sở dĩ thế giới có thể nhanh như vậy bị virus sở bao trùm, có rất đại một bộ phận công lao đều hẳn là quy công vu vưu lợi cho kia vài đại não đã hư thối điệu tan thi trí tuệ. Nhưng là vị này virus mẫu thể hiện tại tự như một tiểu hài tử giống nhau, không, hẳn chính là một tiểu hài tử. Vưu lợi toàn thân trần trụi, trên người cái gì đều không có xuyên, từ chuyển hoán vi virus mẫu thể sau, vưu lợi liền không thích xuyên nhân loại quần áo. Ngô Tha nhìn này một màn. Màu ngân bạch tóc dài bên trên tai mèo đột nhiên dựng lên. Kurumi tiểu thư. Kurumi tiểu thư nàng. Vưu Lợi nắm chặt lộ thu gốc áo, kinh hoảng nhìn kia tòa phòng. Nơi nơi chạy cũng không phải là hài tử ngoan nha. Tinh Linh. Bị lộ thu giết chết qua hơn trăm lần Tinh Linh, Tokisaki Kurumi hiện tại lại cầm một kiện thoạt nhìn phi thường khả ái thời trung cổ váy từ phòng bên trong đi ra ta ngược lại là cảm giác ngươi thật sự thực thích hợp cái này quần áo nga vì cái gì muốn chống cự đâu tokisaki kurumi nhìn vưu lợi dơ dơ lên trên tay kia kiện nữ trang ta ta là nam hài tử vưu lợi đỏ mặt biện giải mới không cần xuyên cái loại này quần áo ta nhớ rõ virus mẫu thể là không có tính đi kurumi cầm kia kiện quần áo từng bước một hướng về vưu lợi đi nhìn trốn ở lộ thu phía sau khóe mắt phím nước mắt vưu lợi, rõ ràng trưởng như vậy khả ái bề ngoài, đương một năm hài tử rất đáng tiếc, ngoan ngoãn nhận hiện thực đi. Không cần. Không cần. Rất kỳ quái không phải sao? Lộ thu đại nhân, cứu cứu ta. Vưu lợi chỉ có thể dựa vào chính mình bên người lộ thu. Kurumi, của ngươi đổi trang trò chơi chơi đủ không có lộ thu cảm giác người kia có thể cùng chính mình mặt đối mặt tự như một bằng hữu giống nhau nói chuyện, thật là một hồi kỳ tích. Đương nhiên không có ngoạn đủ lạp, lộ thu tiên sinh chẳng lẽ ngươi thích loại hình này sao? Khả ái nam hài tử cái gì? Kurumi cũng không chút nào cố kỵ trêu chọc lộ thu. Hoàn toàn không thể nhìn ra mấy tháng trước, hai người còn ông giết chết đối phương ý niệm cho nhau chiến đấu qua. Làm thực vật ngươi, ta cho rằng hẳn là an phận một điểm mới đúng đi khi làm thực vật lộ thu tiên sinh chẳng lẽ không hẳn là hơi chút tiết kiệm một điểm sao gần nhất lộ thu tiên sinh trên người kỳ quái hương vị biến hơn đâu lộ thu vẫn đem kurumi xem như di động kho máu mà kurumi cũng đem lộ thu xem như thực vật giống nhau đối đãi tại thẩm phán ngày qua đi thế giới bắt đầu trở nên lung tung nhân loại số lượng kịch liệt giảm bớt trời sinh liền nhược thế nữ tính ở thế giới này địa vị càng là kịch liệt trượt cho nên kiếm ăn đối lộ thu mà nói dần dần trở nên khó khăn hai tháng trong lúc lộ thu chia đều mỗi qua một tuần liền sẽ cùng tokisaki kurumi khai chiến một lần thắng bại bất luận song phương đều là bất tử quái vật ai cũng không có cách nào giết chết ai chỉ là gần nhất chiến đấu giống như từ đau cùng thương chi gian va chạm biến thành môi cùng đầu lưỡi giao phong tuy rằng nghe vào tai thực công khẩu thế nhưng quả thật là như vậy một hồi sự lộ thu muốn kurumi máu Kurumi cần lộ thu thời gian. Nàng giống như đối với này thế giới nhân loại vẫn không thế nào cảm mạo bộ dáng, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ gom đủ xuyên qua thời không lực lượng, trở lại nàng nguyên lai thế giới, cho nên săn bắn nhân loại thu lấy bọn họ thế giới, biến thành Kurumi mục tiêu. Vừa lúc cùng lộ thu mục đích ăn nhịp với nhau. Cho nên hiện tại Tokisaki Kurumi là lộ thu địch nhân, khả tại bình thường lại có thể lấy bằng hữu tư thái tương đối. Hiện tại không phải cùng ngươi khai chiến thời điểm. Nếu ngươi muốn thu thập có thể trở về lực lượng, ta cảm giác ngươi vẫn là an phận một điểm tương đối hảo, dị giới nhân. Này thật đúng là mất hứng đâu. Tokisaki Kurumi trong tay quần áo hóa thành mảnh nhỏ biến mất không thấy, nàng nhiên đi đầu nhìn về phía cửa, ngươi đến cùng gọi bọn hắn đi về phía kia vài đáng buồn nhân loại muốn thứ gì? Alex mặc không chút thay đổi đứng ở cửa cầm trong tay kia khối tảng ra trạm làm sát quan trạch hòn đá ném cho lộ thu. Lộ thu vương tay tiếp được cái kia hòn đá. Nó. Tại phát quan. Hình như là một thực đáng sợ gì đó tại ngũ say. Vưu lợi hảo kỳ đánh giá lộ thu trong tay hòn đá, làm vi rút mẫu thể, vưu lợi đối sống gì đó tổng có một loại phi thường sâu sắc trực giác. tha cũng đem nghi hoặc ánh mắt ném về phía lộ thu. Ở đây người đều muốn biết, lộ thu này làm to chuyện từ Great Britain đuổi tới Ý cùng quốc, vì cướp đoạt là thứ gì? Dị giới sinh mệnh. Lộ thu cầm trong tay hòn đá phao lên thiên không, sau lại rơi vào chính mình trong tay, chăm chú nhìn mặt trên văn lộ, thế giới này cũng không giống các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Lộ thu ánh mắt nhất nhất đảo qua Atha cùng Alex còn có Tokisaki Kurumi. Các ngươi chẳng lẽ không cảm giác, thế giới này, không bình thường có một chút đáng sợ sao? lộ thu cho tới nay đều thấy kỳ quái sự tình. Không bình thường đáng sợ. Alex thật sự tưởng thổ tào một câu là vì ngươi mới có thể biến thành như vậy linh tinh. Ở thế giới này, đến từ dị giới phóng khách hơi nhiều một chút a. À. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Trục ám chi tường bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com dị giới tồn tại là cái gì ý tứ ở đây nhân trừ bỏ tokisaki kurumi ngoại những người khác đều không có cách nào lý giải lộ thu theo như lời ý tứ bởi vì tại bọn họ ký ức bên trong bọn họ vốn hẳn là sinh tại đây tồn tại ở này alex chính là như vậy đơn giản mà nói chính là không thuộc về thế giới này tồn tại lộ thu ngón tay luật động một chút đại lượng vết máu từ mặt đất bên trên lan tràn mà ra. Hai tháng thời gian, lộ thu không có cường hóa cái gì mặt khác kỹ năng, đơn thuần là máu khống chế phương diện ngược lại là cường đại rất nhiều. Này đó màu đỏ tươi máu phiêu phụ ở giữa không trung, cấu thành một quan sát thức bản đồ. Đây là ý cùng quốc biên giới hình dạng. Lộ thu ngàn dặm xa xôi từ Great Britain quốc thổ đuổi tới này tòa thành thị nguyên nhân, chính là này. Máu mấp máy, tạo thành một loại để người cảm giác tại thu nhỏ lại ảo giác, nhưng trên thực tế lớn nhỏ không có thu nhỏ lại, chỉ là lộ thu từ ý cùng quốc bản đồ dần dần thu nhỏ lại đến này tòa địa khu bản đồ. Này cũng không phải trọng yếu nhất. Lộ thu ngón tay tại do máu cấu thành trên bản đồ tìm một vòng tròn. Quan trọng là, nhân loại đang tại thông qua các loại phương thức tăng cường lực lượng của chính mình. Nhưng mà, này hết thảy người lãnh đạo, hoặc là lãnh đạo tổ chức, còn lại là ở trong này ý cùng quốc quốc Trung Quốc thánh thành sao? Alex nhận ra lộ thu vẽ ra kia một khối khu vực, trên thế giới đệ nhất đại tôn giáo sở có được quốc gia. Hết thảy tín ngưỡng này tôn giáo nhân dân cảm nhận bên trong thánh địa. Nghe thánh thành hai chữ, lộ thu đã nhận ra vưu lợi cùng ác tha phân biệt đều có một ít kỳ quái cảm xúc dao động. Chung quy bọn họ hai người đều là từng bên trong nhất viên, thân là khu ma giả. Không sai, ta nghĩ ở đây trừ bỏ mổ vị tên là tokisaki tiểu thư tinh linh ngoại còn lại nhân hẳn là đều đối với này quốc gia rất rõ ràng đúng không lộ thu ánh mắt nhất nhất nhìn chung quanh qua ở đây mấy người nơi nào là quan minh thánh địa hết thảy dơ bẩn gì đó đều không có tư cách bước vào thế nhưng thực đáng cười là thân là quỷ hút máu loại này làm bẩn thần minh quan huy sinh vật lộ thu từng bước vào qua cái kia quốc gia hơn nữa là tại lộ thu nhược tiểu giống người thường thời điểm bị một khốn kiếp cấp mang theo đi vào bất quá lộ thu cũng có thể cảm tạ tên khốn kiếp này chính là bởi vì hắn lộ thu mới có cơ hội thấy chính mình muội muội bị hỏa hình bộ dáng mới có cơ hội đem này phân không đội trời chung cừu hận thâm thâm dấu vết tại lộ thu đáy lòng đồng thời nhượng lộ thu minh bạch chính mình đối với nhân loại mà nói là cái gì dạng tồn tại về phần ác tha cùng vưu lợi các nạn thân là khu ma giả này quốc gia chính là sở hữu khu ma giả thánh địa, cũng là bọn họ sở dĩ săn bắn hắc ám vật nguyên nhân, vì bảo hộ này tòa thành thị. Kia vài vị có thể hay không hướng ta giới thiệu một chút đâu? Tokisaki Kurumi ngược lại là đối với này thực cảm thấy hứng thú, nàng tổng có thể ngửi được ngon miệng này nọ, phát ra đến hương vị. Tại cái gọi là thẩm phán ngày qua đi, đại lượng nhân loại đều đi trước kia tòa thành thị tìm kiếm che chở. Hiện tại này tòa thành thị là tại virus thổi quét hạ duy nhất ngăn cản xuống dưới tồn tại. Alex hấp thu đại lượng nhân loại ký ức, nhưng hắn lại có thể vẫn bảo trì bản thân, vừa rồi đoạt được tin tức là từ một ít nhân loại trong đầu hái đoạn ngắn. Hiện tại, cái kia thành thị tại đây tòa phế thổ thượng, đối với kia nhân loại mà nói, là không hơn không kém lý tưởng hương, tới chỗ đó liền có thể tuyệt đối an toàn. Alex có thể cảm giác được kia nhân loại đối kia tòa thành thị hướng tới ta không hiểu vì cái gì này tòa thành thì không thể tại lây nhiễm thể xâm nhập dưới bị công phá. Đây mới là Alex để ý sự tình, thân là virus nguyên hình thể hắn, biết hát quan virus có bao nhiêu đáng sợ. Trước mắt Alex biết đã tiến hóa, tương đương với nhân loại A cấp siêu năng lực giả ngũ cấp lây nhiễm thể đã xuất hiện hai, tứ cấp lây nhiễm thể đã phá vạn, thậm chí càng nhiều. Này đó lây nhiễm thể có được so nhân loại càng cường đại lực lượng, hơn nữa chúng nó công kích đều là một kích tất sát đây mới là mấu chốt nhất sở tại bị hát quan virus sở lây nhiễm tồn tại xúc phạm tới sau chẳng sợ chỉ là đôi chút cọ phá một điểm da cuối cùng cũng chỉ sẽ bị hát quan virus ăn mòn luân vi lây nhiễm thể vận mệnh liền tính nhân loại có được nhiệt vũ khí cùng siêu năng lực giả trên lý luận mà nói cũng là không thể ngăn cản được vĩnh vô chừng mực thi triều đúng nga này chính là vì cái gì ta ngay từ đầu không có lựa chọn tiến công này quốc gia nguyên nhân. Nếu nói trên thế giới có cái gì nhượng lộ thu chán ghét địa phương mà nói, kia tuyệt đối là này quốc gia. Bất cứ hắc ám sinh vật đều sẽ oán hận địa phương. Khả lộ thu lại không có trước tiên đi tiến công, ngược lại triển chuyển toàn cầu, nhanh hơn đám tan thi tiến hóa cùng đem toàn cầu các nơi sức chống cự lượng nhất nhất tiêu diệt sau, mới đến nơi này. Trục ám chi tường ác tha thanh âm thẳng nhiên vang lên. Đó là cái gì? Alex nhưng không nghe qua như vậy kỳ quái danh từ. Là. Là thánh thành khu ma sư bên trong truyền lưu truyền thuyết. Vưu lợi nhược nhược trả lời khi tối đen bao phủ thế giới, thần minh quan huy sẽ trọng lâm, tín ngưỡng hội tụ trung tâm quan sẽ đem hết thảy hắc ám sở su tan, hơn nữa ngăn cản bên ngoài. Ta vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, thế nhưng lây nhiễm thể tới gần kia tòa thánh thành thời điểm, thật sự bị thứ gì đó nhìn không thấy cấp chặn. Đến cùng là cái gì ý tứ? Alex lại vẫn không hiểu ra sao. Này hai tử muốn nói gì đó, đại khái chính là, này tòa thành thị hoặc là quốc gia quanh thân có được một tuyệt đối cự tuyệt khắc ám sinh vật tới gần lĩnh vực. Hết thảy bị cái kia cái gì, thần minh, coi là hắc ám sinh mệnh, không thể tới gần kia tòa thành thị. Lộ thu ban Alex đem vưu lợi mà nói cấp phiên dịch một chút này chính là bọn họ có thể tại đây một lần triều dân trung sống qua hai tháng nguyên nhân, hơn nữa thánh thành trung có được hai vị trên thế giới tối cường chiến lực. Bị bình xét cấp bậc vi lục cấp sinh mệnh nhân loại. Đại chủ giáo. Vưu lợi nghẹn ngào một chút nói ra lộ thu sở chỉ người danh tự xưng hô, chẳng sợ biến thành virus mẫu thể vẫn là nhịn không được đi kính sợ. Này khả phiền toái nha, ở đây đại gia, đều sẽ bị coi là hắc ám sinh vật đi. Tokisaki Kurumi nhìn ở đây mọi người. Lộ thu thân là quỷ hút máu không có bất cứ trì hoãn, ác tha là vu yêu vương, hắc ám vương lại càng không cần nói. Nếu tang thi không có cách nào bước vào cái kia thành thị, Alex cùng vưu lợi chính là một cái đạo lý. Về phần Tokisaki Kurumi, kỳ thật nàng cũng thỉnh thoảng tại kia tòa thành thị phụ cận lắc lư vài vòng, nhưng thật đáng tiếc phát hiện chính mình không có biện pháp đi vào, hoàn toàn bị kia tòa thành thị cấp cự tuyệt khi phóng bọn họ mặc kệ mà nói, một ngày nào đó bọn họ sẽ đói chết. Alex nhớ rõ kia tòa thành thị bên trong đã thu dụng quá nhiều nhân, nhiều đã vượt qua kia tòa thành thị phụ hà. Không không không. Lộ Thu lắc đầu, giống như thật đáng tiếc bộ dáng, không thể không quản nga, bởi vì nhưng không chỉ có này một thế giới a, à, bọn họ hiện tại giống như đang làm cái gì chạm đến dị thế giới sự tình, ta nhưng không hy vọng cuối cùng trình diễn một hồi cái gì ma pháp sư đại chiến tang thi tiết mục cho nên, chúng ta tất yếu đem nhân loại cuối cùng tụ tập, thánh thành cấp hủy diệt. Vậy nên làm sao được? Cứng trắng oanh ra kia tòa vách tường sao? Alex Minh Bạch Lộ Thu muốn nói ý tứ. Khu ma sư tồn tại so với siêu năng lực giả, càng giống ma pháp sư giống nhau. Thứ này cũng không thuộc về thế giới này, tự như quỷ hút máu cũng không hẳn là thuộc về thế giới này. Vấn đề Lộ Thu nhìn chung quanh mọi người, các ngươi tin tưởng thần minh tồn tại sao? Thần minh. Ta không tin, nhân loại cúng bái so với chính mình càng cường đại sinh mệnh, đem hắn xưng là thần. Cho nên a, à, ta sẽ không tin tưởng thần minh tồn tại. Lộ thu nghiền nắm tay trung kia khối hòn đá băng lạnh khuynh hướng cảm xúc. Này tòa bình chướng không có khả năng là cái gì thần minh sáng tạo, nhất định ở địa phương nào, kia tòa thành thị bên trong, chế tạo ra này tòa bình chướng máy phát tín hiệu giống nhau tồn tại, chỉ cần đem nó phá hủy, nhân loại cuối cùng một khối lãnh địa liền vĩnh viễn tiêu thất. ts Không sai biệt lắm nên đem nhân vật chính ở thế giới này quá khứ trải qua công đạo một chút chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Đêm khuya bái phỏng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tại thẩm phán ngày qua đi, ban đêm cùng ban ngày phân giới trở nên mơ hồ lên. Thái dương bị thật dày tầng mây cấp ngăn trở. Nhưng hiện tại, đến đêm khuya thập phần, ở trong trang viên một thư phòng trung, Lộ Thu ngồi ở trên một cái ghế đánh giá cẩn thận Tây trung kia mai tản ra trạm lam sắc vi quan hòn đá. Tại mọi người biết cuối cùng mục đích là cái gì sau, tất cả mọi người hành động lên. Cuối cùng chi chiến. Thắng, đem nhân loại chung kết, triệt để từ trên thế giới này lau đi. Bại, hết thảy quay về Vu Linh, nhận cuối cùng danh vận mệnh Tử vong. Tử vong này từ Đối Lộ Thu mà nói quá mức xa xôi, nhưng thật sự tồn tại. Trên thế giới này có thể giết chết Lộ Thu nhân. Thật sự tồn tại. Lộ Thu biết, cũng minh bạch, đây là Lộ Thu sở cố kỳ sự tình. Hệ thống. Lộ Thu kêu gọi ra đã lâu gì đó trước mắt thế giới hủy diệt trình độ đã tới 90%, tuyệt vọng trị tổng cộng 69 ức 5.800 vạn điểm, nhất cấp lây nhiễm thể 63 ức linh 1.000 vạn, nhị cấp lây nhiễm thể 16 ức, ba cấp lây nhiễm thể 7.652 vạn, tứ cấp lây nhiễm thể 12 vạn, ngũ cấp lây nhiễm thể 2, có được mẫu sao số lượng 87 vạn tòa, virus mẫu thể một cái, virus nguyên hình thể một cái. Ký chủ tình hình chung Chủng tộc đời thứ tư hấp huyết chủng, và hành chủng. Tổng hợp năng lực trị, 233 có được vũ khí. Diêm ma đao. Rất đơn giản tình hình chung, lộ thu tỉnh lược trước chính mình kỹ năng giới thiệu, bằng không phỏng chừng 2.000 lời giới thiệu không xong. Từ kia một lần thẩm phán ngày sau, lộ thu cũng rất thiếu đổi hệ thống kỹ năng cường hóa chính mình, bởi vì lộ thu huyết thống cho lộ thu lực lượng, nhưng lộ thu căn bản không cần đổi càng cường đại lực lượng kỹ năng đủ dùng là được, có thể giết chết địch nhân là được, A à, cấp siêu năng lực giả tổng hợp năng lực trị cũng kém không nhiều tại 170 đến 200 tả hữu bồi hồi. Tuy rằng 10 ức điểm đã ngoài tuyệt vọng trị đổi đi ra gì đó, rất nhiều đều có được duy nhất hủy diệt thế giới này năng lực. Thế nhưng lộ thu sở dĩ khiến thế giới này lâm vào hắc ám nguyên nhân cũng không phải vì khiến chính mình trở nên cường đại. Lộ thu tựa vào trên ghế, cầm ra ngực vẫn đeo mặt dây chuyền, bên trong tinh quang lóe ra bụi trong bóng đêm vũ động. Chính mình là đời thứ tư hấp huyết chủng. Khi chính mình mùi mùi đâu? Cái gọi là đời thứ tư hấp huyết chủng chính là chân chính dạ chi tộc, mà không phải kia vài kinh hoảng tỏi cùng thập tự giá còn có dương quan nữa vời hời hợt. Chính mình mùi mùi sau khi giác tỉnh, nhưng không cách nào dưới ánh mặt trời tự do đi lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Lộ thu đối với chính mình quá khứ phi thường nghi hoặc. Lộ Thu cũng chưa từng có nửa phần chính mình cha mẹ ký ức. Nhưng Lộ Thu muốn không phải quá khứ, mà là tương lai. Hiện tại sở làm hết thảy, mục đích cũng chỉ có một, cự ly gom đủ 100 ức điểm tuyệt vọng trị, cũng chỉ còn lại hơn 30 ức nhân tính mạng. Kiên nhẫn chờ đợi một chút đi. Lộ Thu đem kia mai mặt dây chuyền lại treo tại trên cổ sau, thư phòng cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Lộ Thu cảm giác được đứng ở cửa người là ai. Cửa phòng bị mở ra, Ác Tha mặt không chút thay đổi đứng ở cửa, trên tay bưng một khay đi tới Lộ Thu trước mặt bàn bên cạnh. Khả Lộ Thu thấy Ác Tha sau lại sửng sốt một hồi. Ác Tha đem trên khay chứa đầy màu đỏ tươi chất lỏng chén trà đặt ở trên bàn sau, tiếp tục nhìn chằm chằm Lộ Thu. Ngươi, đây là cái gì trang điểm? Lộ Thu liếc mắt nhìn chén trà nội gì đó, không phải máu tươi mà là một loại tên là hồng trà ẩm phẩm. Mà lúc này ác tha trên người chính mặc một thân hắc bạch giao nhau nữ phó trang, cái này quần áo thoạt nhìn là bị người riêng chọn lựa qua, lấy ác tha khí chất mặt vào nữ phó trang có một loại kinh diễm cảm giác. Màu ngân bạch tóc dài bên trên mang theo các thu toa, màu rượu vang trong mắt không mang theo ý tứ cảm tình nhìn chăm chú vào lộ thu, giống như đang chờ đợi những gì giống nhau. Nếu là nhân loại bình thường nam tính, đã sớm bị ác tha này thân trang điểm cấp kinh diễm đến ánh mắt nhất định sẽ không từ kia bị hắc sắc tất dài bao khỏa thon dài hai chân cùng làng váy chi gian rời đi thế nhưng thực đáng tiếc lộ thu là một cái hấp huyết chủng sống gì đó mới có thể nhượng lộ thu có hứng thú so với nữ tính bề ngoài mỹ lệ lộ thu kỳ thật càng để ý các nạn máu tươi hay không ngon miệng hấp huyết chủng là lấy máu tươi bình định đối phương sinh vật ngô ác tha tráng lông xù lỗ tai gục xuống dưới, giống như không biết nên nói những gì. Là Kurumi sao? Lộ thu đoán được làm chủ giả. Ân. Ừ. Ác tha gật gật đầu. Lại là cái kia gia hỏa, gần nhất vừa lúc bụng đói. Lộ thu thở dài một tiếng, nhìn chính ở một loại kỳ quái trạng thái bên trong ác tha. A à giờ, ngươi là vu yêu vương, một quân đoàn thủ lĩnh, cũng không phải một thị nữ, ta cần muốn là một vị có thể dẫn dắt thiên tai quân đoàn chiến thắng hết thảy vu yêu vương, mà không phải một nhu thuận tai mèo nữ phó, cùng này ngươi có này đó thời gian, còn không bằng đi đem ngươi khải giáp tìm đến, ông chặt kiếm của ngươi, vì tiếp theo trường chiến đấu mà hảo hảo nghỉ ngơi. Khả. Tokisaki tiểu thư nói. Như vậy, chủ nhân sẽ cao hứng. Xin lỗi. Gần nhất ác tha cảm giác được lộ thu giống như tâm sự tầng tầng bộ dáng, làm chuyện gì đều có điểm thất thần, vừa trở về thời điểm, ác tha cũng phát hiện lộ thu đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Lại đang làm dư thừa sự tình. Lộ thu giống như cảm giác được thứ gì, đột nhiên đứng lên, vươn ra tay khoác lên ác tha trên trán, nhìn ngẫm ác tha mềm mại tóc dài, đi hảo hảo nghỉ ngơi một lát đi, về sau tuyệt đối không chuẩn tin tưởng cái kia tinh linh mà nói nha. Ân. Ừ. Ác tha sau lưng cái đuôi lắc lư tỏ vẻ nàng nội tâm tâm tình, nàng biết ở lại chỗ này sẽ quấy rầy lộ thu liền lấy khay đi ra ngoài cửa đóng cửa lại sau lộ thu rút ra diêm ma đau đối với bốn phía yên tĩnh không khí đêm khuya riêng đến bái phỏng ta có chuyện gì sao này tòa phòng còn có một người khác tại cửa sổ một bóng người đứng ở nơi nào chặn bên cửa sổ quan mang Nhà, vài năm sau lần đầu tiên gặp lại liền dùng lãnh đạm như thế khẩu khí ta nhưng là thực thương tâm a à, thiếu niên đó là một thân phi tối đen sắc áo gió nam nhân, mang thế kỷ trước Mỹ quốc lưu hành mũ cao bồi, vành nón bóng ma che trụ này nam nhân ánh mắt, chỉ có tràn đầy hồ tra cầm cùng điêu một căn châm thuốc lá môi lộ đi ra, kim sắc thập tự giá tại hắn được đông đưa, thuyết minh thân phận của hắn. Tê Lạp Diêm ma đao trạm lam sắc quan huy chợt lóe mà qua, này nam nhân đang tại trừ thuốc lá bị điểm nhiên tàn thuốc rơi xuống ở trên mặt đất. Nơi này Cấm hút thuốc lộ thu nhìn này nam nhân, nắm diêm ma đào chui đao thủ có chút trung rẩy. Vẫn là như vậy chán ghét mùi thuốc lá sao? Thiếu niên. Hắn dùng một ngón tay chống lên chính mình vành nón, hắn bên trái đồng tử bị hắc sắc mắt tráo sở bao trùm, một khác đồng tử còn lại là tinh thuần trạm lam. Duy độc chán ghét ngươi mà thôi, vàng heo xin các hạ. Lộ thu nói ra này tên của nam nhân. Hơn nữa dùng các hạ loại này tôn xưng đến xưng hô này nam nhân tuy rằng sau khi lớn lên biết lễ phép thế nhưng như vậy chán ghét chính mình ân sư nhưng là không đối a à, thiếu niên ta dạy cho ngươi nhiều như vậy này nọ ngươi lại nhìn thấy ta ngay cả cảm tạ mà nói đều không có sao hắn nón trỏ xuất hiện một tia cực nóng hỏa diễm đem chính mình tắt tàn thuốc châm sau nhìn cầm trong tay diêm ma đau đồng tử tinh hồng lộ thu đây là lộ thu duy nhất thừa nhận hai danh nhân loại chi nhất để nhất vị là nào ngu ngốc nữ tu sĩ vị thứ hai còn lại là này đáng chết nam nhân. Bọn họ đều là lộ thu trưởng bối. Thực đáng cười sự tình, lộ thu là do một vị nữ tu sĩ nuôi nấng lớn lên, thế nhưng trước mặt này nam nhân lại dạy cho lộ thu như thế nào trên thế giới này sống sót phương pháp. Thương thứ này, như thế nào sử dụng, chính là này nam nhân giao cho lộ thu. Mà hắn cũng là giáo hội nhất viên. Thậm chí là giáo hội tối cao tầng. Trên thế giới tối cường ba vị tồn tại bên trong một vị, giáo hội đại chủ giáo chi nhất, sinh ra từ chuyên môn săn bắn quỷ hút máu gia tộc, tên là Van Helsing quỷ hút máu Hunter. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Sai lầm không thể bù lại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com lộ thu tự hỏi vài năm trước chính mình căn bản không có năng lực che giấu chính mình thân là quỷ hút máu đặc thù càng miễn bàn tại săn bắn quỷ hút máu chuyên gia trước mặt che giấu chính mình là một quỷ hút máu sự thực nhưng là nguyên bản thiên chức vì săn bắn quỷ hút máu mà sinh hắn phát hiện lộ thu cùng lộ thu mùi mùi sau lại không có giết chết này hai cái tuổi nhỏ quỷ hút máu ngược lại lại bắt đầu giúp đỡ này hai hấp huyết chủng hoặc là nói đảm nhiệm hai cái chưa trưởng thành hài tử phụ thân giống nhau tồn tại. Ngay từ đầu lộ thu thực bài xích, đối với nhân loại mà nói lộ thu vẫn đều thực chán ghét, nhưng là hắn rất có kiên nhẫn, vẫn đi theo hai người bên người, tại thời điểm mấu chốt cuối cùng sẽ vươn ra viện thủ. Lộ thu cũng dần dần tiếp nhận này thích hút thuốc uống rượu cùng cự ở nhũ tính cách không xong lôi thôi nam nhân. Vài năm chi gian, lộ thu cũng không biết thân phận của hắn, hắn mang theo lộ thu cùng lộ thu muội mùi du lãm thế giới các nơi đó là một đoạn gian khổ ngay người kia căn bản không có công tác lại yêu bài bạc đi đến nơi nào đổ đến nơi nào thậm chí có mấy lần không có tiền bị người đuổi theo đòi nợ thế nhưng lấy lộ thu gán nợ sòng bạc kia địa phương cái gì phục vụ đều có hơn nửa tuổi nhỏ thời điểm lộ thu bề ngoài vô luận là đối nữ tính vẫn là nam tính đều có cường đại lực sát thương cho nên một ít có đặc thù đam mê nữ nhân hoặc là nam nhân cuối cùng sẽ thích này một ngụm khi đó lộ thu thật sự tưởng một ngụm cắn chết người kia nhưng mỗi lần cuối cùng đều là tại thời điểm mấu chốt này nam nhân từ trên trời giáng xuống đem lộ thu cấp cứu đi ra sau đó bỏ trốn mất dạng cứ như vậy triển chuyển ở thế giới các nơi qua có một ngày không một ngày sinh hoạt cứ việc ngẫu nhiên ngủ ngoài trời đầu đường so với trốn ở bóng ma bên trong ngày là lộ thu ký ức bên trong nhẹ nhàng nhất đoạn thời gian hắn giống như có được có thể đem lộ thu cùng lộ thu mùi mùi thân là quỷ hút máu bề ngoài che giấu xuống dưới năng lực hơn nữa tại biết được lộ thu muốn có được có thể bảo hộ chính mình mùi mùi lực lượng sau hắn thậm chí giáo thụ cho lộ thu như thế nào sử dụng súng ống phương pháp còn giao cho lộ thu như thế nào phát xạ đạn đạo cùng lái xe tăng còn có phi cơ đây là thật sự lộ thu tự mình thực tiễn qua tại du lịch đã có chiến tranh quốc gia thời điểm buổi tối thời điểm hắn thật sự mang theo lộ thu đụng đến quân doanh phụ cận giáo lộ thu như thế nào sử dụng xe tăng còn có một ít trọng hình chiến lược thiết bị như vậy có chút điên cùng ngày vẫn liên tục đến lộ thu mùi mùi quỷ hút máu huyết thống chân chính thức tỉnh ngày đó kia là lộ thu tuyệt đối sẽ không quên ngày đó giáo hội khu ma giả đem chế phục sau mang về kia tòa thành thị lộ thu muốn đi cứu chẳng sợ chính mình không có bất cứ lực lượng. Sông này một khắc, lộ thu cũng biết cái kia nằm nhân thân phận. Khu ma giả. Hắn mang theo lộ thu đến pháp trường, cũng chính là công khai cử hành đốt cháy quỷ hút máu pháp trường. Lộ thu lúc ấy liền tưởng lao ra đi, nhưng... Hắn kéo lại lộ thu, khi đó, lộ thu căn bản không có bất cứ lực lượng chống cự, cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn chính mình mùi mùi bị chích viêm đốt cháy thành tro tẩn. Tại kia một ngày, hết thảy đều ly lộ thu đi xa, lộ thu lâm vào hôn mê, tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đang tại hết thảy lúc đầu địa phương, mà tại chính mình trong tay đây là một trang có chính mình mùi mùi cho cốt mặt dây chuyền. Lộ thu biết, đây là nào nam nhân giao cho chính mình. Điều này làm cho lộ thu nguyên bản tính toán buông tay chính mình tính mạng ý niệm nhất thời bị dụi tắt, mãi cho đến hiện tại. Ta ngược lại là nên cảm tạ ngươi khiến ta nhớ kỹ này đó cưu hận lộ thu trong tay diêm ma đao đao phong chiếc xạ ra này nam nhân khuôn mặt. Ta nghĩ, ngươi tới nơi này mục đích, cũng không phải vì đến xem ta mà thôi đi. Vàng heo xin các hạ. Quỷ hút máu cùng giáo hội vốn liền ở thiên địch vị trí, lộ thu đến nay đều không thể lý giải, vì cái gì thân là một quỷ hút máu hunter, người kia thế nhưng sẽ nuôi nấng hai cái còn nhỏ quỷ hút máu, thậm chí giao cho lộ thu như thế nào đi giết chết một nhân loại. Nâng súng lên đạn ngắm chuẩn bóp cò súng này đó đều là này năm nhân giao cho lộ thu. Quả thật. Không thể không nói, thiếu niên ngươi làm những chuyện như vậy, khiến ta cảm giác được phi thường thất vọng. Van Helsing thâm thâm hấp một ngụm không biết cái gì bại tử thấp kém thuốc lá, sương khói lượn lờ tại đây trong phòng, vành nón bóng ma hạ đồng tử cùng lộ thu đối diện mà lên. Thất vọng sao? Là vì chính mình làm những chuyện như vậy sao? Lộ thu hiện tại cơ hồ là toàn nhân loại công địch, sở hữu nhân loại oán hận nguyền rủa muốn giết chết nhân cũng đồng dạng là đem này thế giới đẩy vào thâm uyên trung tội khôi đầu sỏ thân là duy trì trật tự xua tan tà ta ác khu ma giả mà nói lộ thu mấy năm nay làm những chuyện như vậy nhất định khiến hắn cảm giác được hối hận đi chung quy giáo hội một ác ma như thế nào giết người nhưng là này nam nhân nhất định tại hối hận đi ta nhưng không cho rằng ta sở làm gây nên có cái gì sai lầm lộ thu tay nắm chặt diêm ma đao đao phong, cảnh giác hắn hết thảy động tác, đối mặt này nam nhân, lộ thu có loại phát ra từ nội tâm áp lực. Không, sai lầm, mười phần sai. Ngươi còn không biết hối cải sao? Thiếu niên. Van Helsing giọng điệu dần dần trở nên mang theo một cổ mặt danh lực áp bách. À, Van Helsing các hạ, thật sự là xin lỗi a, à, ta đã không phải cái kia có thể tùy ý thụ ngươi khi nhục tiểu hài tử lộ thu như trước còn nhớ thương này người kia đem chính mình bán đến trong sòng bạc mặt gán nợ sự tình này đối lộ thu mà nói là nhất không xong ký ức hoàn toàn phủ đầy bụi vu ký ức chỗ sâu tuyệt đối không cho phép bị nhắc tới sự tình thật là lớn lên sau liền một điểm đều không khả ái a à. rõ ràng mới trước đây càng thêm khả ái một điểm nói bất quá thiếu niên người mới trước đây tại phạm sai lầm đến bây giờ còn không có hồi sửa sao mới trước đây phạm sai lầm Lộ thu sửng sốt một hồi, có lẽ chính mình tuổi nhỏ thời kỳ chán ghét nhân loại, nhưng tuyệt đối không có tới loại này oán hận trình độ, đối với nhân loại càng nhiều là một loại sợ hãi, kia. Này nam nhân trong miệng cái gọi là sai lầm là cái gì? Đối nữ nhân thưởng thức A. À? Đối nữ nhân. Van Helsing nguyên bản mang theo áp bách tính ngữ điều đột nhiên trở nên có chút lỗ mãn. Hắn dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn lộ thu, người mới trước đây là Loli bần nhũ khống liền tính, không thể tưởng được ngươi trưởng thành cũng là sao vừa rồi cái kia tai mèo nữ phó là sao thế này bộ ngực hoàn toàn không hợp cách a lộ thu đột nhiên phát hiện này nam nhân vẫn đều không có biến thân là cao cao tại thường bị người kính ngưỡng đại chủ giáo hiện tại lại giống một đáng khinh đại thúc giống nhau dùng hai tay tại chính mình ngực khoa tay múa chân thật là ta dạy ngươi đã bao nhiêu năm nữ nhân muốn trước tấn công sau phòng thủ mới mang cảm nha bộ ngực đại nữ nhân mới là tối bổng, nhiều năm như vậy ngươi hoàn toàn không có cảm nhận được thành thục nữ nhân cái loại này mị lực sao. Van Helsing trên mặt xuất hiện một loại tên là phi thường không phù hợp thân phận tươi cười. Thật sự nam tử hán A, nhất định phải thích đại mễ mễ mới được, tự như như vậy có thể nhu đến nhu đi mới được, thích bần nhũ là không có tương lai. Ngươi loại này lô ham mê là tuyệt đối sai lầm. Thiếu niên, nếu ngươi muốn trở thành một chân chính nam tử hán mà nói, tất yếu phải biết trước thành thục nữ nhân mị lực mới được a. À? Tê lạp. Diêm ma đao quan huy lại chợt lóe mà qua, vàng heo xiên trong miệng điêu kia điếu thuốc tàn thuốc lại bị chém đứt một khúc, nguyên bản thao thao bất tuyệt về cự ở nhũ cùng bần nhũ chi gian ưu khuyết lý luận ngưng bạc. Vàng heo xiên các hạ, nếu ngài là tới tiếp tục cho ta quán chú ngài kia vặn vẹo đến không thể nhìn thẳng nhân tra nhân sinh quan mà nói, thỉnh ngài yên tĩnh một điểm lộ thu trên thế giới này duy nhất không có cách nào nhân loại, đại khái chính là trước mặt này nam nhân. Nói đi, giáo hội phái ngươi tới mục đích, tại của ta kiên nhẫn bị tiêu ma chuẩn bị giết chết trước ngươi, thỉnh nhanh lên nói cho ta biết Nga, Van Helsing các hạ. Van Helsing vương tay đem trong miệng thuốc lá ném xuống đất, trầm mặt một lát sau. Hắn áo gió đột nhiên phiêu động lên, trong tay xuất hiện một thanh mạ bạc súng lục có ổ quay, nhắm ngay lộ thu đương nhiên là đem lưng đeo toàn bộ thế giới tội nghiệp hấp huyết chủng, lộ thu ép, a à lúc các cấp giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Thợ săn quỷ hút máu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đẳng Chính là ngươi những lời này. Tại Van Helsing dơ thương lên nhắm ngay lộ thu nháy mắt lộ thu vương ra một bàn tay năm ngón tay lượt động một chút, sau vang heo xiên sợ trạm mặt đất dưới tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Kỹ năng Huyết chi ôn dịch Sôi trào máu tươi tự như một con mảnh thú giống nhau đem vang heo xin cấp thôn phệ đi vào. Còn không có hoàng. Lộ thu dọc theo máu tươi lượt động quỷ tích nhẹ tay hơi vạch lên trên, tự như một hồi âm nhạc sự kiện chỉ huy gia giống nhau, máu tươi theo lộ thu ý nguyện bắt đầu thay đổi đem vang heo xin sở thôn phệ máu tươi triều lưu đột nhiên trưởng ra biến thành hơn một ngàn vạn căn lợi hại gai nhọn hung hăng đâm về phía ở trong đó vang heo xin. cuối cùng lộ thu đem hai tay nắm chặt thành quyền máu tươi triều lưu triệt để bạo liệt mở ra đem này phòng sở thổi quét phía sau cửa sổ bị máu tươi lay dính sau một loài kỳ quái lực lượng đem chúng nó hữu thực dần dần biến thành khí thể biến mất tại ngoại giới kia nặng nề đến mức khiến người buồn nôn không khí tràn ngập tiếng vào thế nhưng liền tính tạo thành như vậy nghiêm trọng phá hư, vẫn là không có cách nào thương đến cái kia nam nhân mảy may. Bởi vì, hắn hiện tại đã cầm trong tay thương để ở lộ thu trên trán. Lúc nào? Lấy hiện tại lộ thu thì giác chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ hắn động tác, vàng heo xin lúc trước quả thật bị huyết chi ôn dịch cấp vây quanh, nhưng hắn tránh thoát kia và do máu cấu thành gai nhọn. Phiền toái. Lộ thu trong tay diêm mà đao đao phòng lấy chém eo tư thái, trạm đánh về phía Van Heo Không cần lộn xộn. Van Heo vươn ra chính mình một bàn tay, Thế nhưng lấy nhục thể chi thân, dùng cánh tay chặn diêm ma đao trạm kích. Bị thương chỉ vào đầu, Loài chuyện này Lộ Thu không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần, phổ thông súng ống căn bản không có biện pháp giết chết Lộ Thu. Lộ Thu nắm chui đao thủ cải biến quỷ tích, từ huy trạm nháy mắt biến thành thuần phách. Chỉ là ngươi hiện tại nhưng là bị một thanh nhét vào linh khắc đạn thương sợ chỉ vào, thiếu niên, ta nhớ rõ ta và ngươi nói qua này viên đạn đi. Lộ thu động tác như ngừng lại nơi nào. heo Helsing để tại lộ thu trên trán này hồng súng, lan tràn một cổ rét lạnh khí tức. Kia, vừa không là đến từ nhục thể, cũng không phải đến từ linh hồn, mà là một loại càng thâm tầng thứ tồn tại cảm giác. Hiện tại, lộ thu mới nhìn rõ chui này toàn thân mà bạc súng lục có ổ quay toàn cảnh từ ngoại hình đến xem mà nói, chỉ là phổ thông mang nung loại súng lục có ổ quay, thế nhưng tại nó mặt ngoài bị văng lộ một tầng màu xám nhạt ấn ký. Van Helsing đem thanh súng này lên đạn, viên đạn chuyển động thanh âm ở trong đó truyền ra. Nhưng chân chính nhượng lộ thu kiếm nhận cảm thấy chần chờ là bên trong nhét vào viên đạn. Van Helsing từng nói cho qua lộ thu. Này mấy phát nhưng là vì giết chết chân chính quỷ hút máu mà tồn tại. Lộ Thu không biết Van Helsing qua lại, nhưng hắn nhất định cùng cùng một vị có được chính mình giống nhau lực lượng quỷ hút máu có được rất sâu sâu xa, lưng đèo a à lúc các chi danh quỷ hút máu. Cũng chính là có được tử hà, loại này bất tử quái vật tồn tại. Van Helsing nhất định nhận thức. Cho nên hắn có được ứng đối phương pháp, trên thế giới cận tồn 5 viên đạn, không nhiều không ít, vừa đầy đủ một thanh súng lục thương toàn bộ lắp sổ linh khắc đạn, một loại cũng sẽ không giết chết bất cứ sinh mệnh viên đạn, nhưng bị nó bắn trúng sinh mệnh, so với tử vong càng thêm khủng bố. Tự như tên của nó giống nhau, khiến hết thảy quy về zero. Gạt bỏ một tồn tại. Này đại khái chính là này mai viên đạn năng lực, bị bắn trúng sau thế giới này liền sẽ trên thế giới này triệt để biến mất được sạch sẽ. Sinh mệnh lại nhiều thì thế nào? Biến thành từ ban đầu liền không tồn tại trạng thái, như vậy hết thảy đều là nói suông. Trước mắt lộ thu biết này nam nhân có được loại này viên đạn chỉ còn lại có hai phát, tiền tam phát không biết bắn về phía kia vài cái đáng buồn gia hỏa. Nhưng là... Huyết nhục bị chặt đứt thanh âm, lộ thu màu đỏ tươi đồng tử bên trong không mang theo một tia cảm tình, mà van heo xin dơ thương lên chỉ vào lộ thu thủ, bị lộ thu dùng quán chú máu tươi chi lực trở nên càng thêm sắc bén sau diêm ma đao cấp chém đứt. Xin lỗi nột, liền tính là thật sự, ta cũng sẽ không tin tưởng, van heo xin các hạ. A, đau 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 đau, ngươi thật đúng là hạ tay a. À? Thật là. Van Helsing ông chính mình kia chỉ huyết phun như chảy ra cục tay về phía sau thối lui, sau hắn giống như đã nhận ra cái gì. Mặc kệ, hôm nay thoạt nhìn giống như không phải chiến đấu thời điểm. Van Helsing dùng chính mình còn lại một tay còn lại đối với lộ thu sau một thủ thế. Khi thiếu niên, ta nghĩ lần sau gặp lại thời điểm, chính là ta sẽ chân chính giết chết ngươi lúc cho nên thỉnh không muốn khiến ta thất vọng. Nói xong sau, Van Helsing trên người mặc tối đen sắc áo gió dung nhập bóng đêm bên trong, ngực đeo kim sắc thập tự giá đồng tỉnh một chút, tại lộ thu trong nháy mắt liền biến mất ở lộ thu trước mặt. Tại Van Helsing sau khi biến mất, tại lộ thu phía sau đại môn đột nhiên bị oanh mở ra. Chủ nhân Atha cầm Frostomon chạy tiến vào, nhìn bị phá hỏng được một đống hỗn độn phòng. Không có việc gì. Lộ thu không có đi truy vang heo xin tính toán, đem dìm mà đau thu hồi vỏ đau, nói cho những người khác, chúng ta muốn đổi một ở tạm. Minh Bạch Atha gặp lộ thu trên người không có cái gì miệng vết thương sau, liền yên lặng ly khai. Không thể không nói loại này hạ phó nhượng lộ thu thực bớt lo. So với cái loại này làm bất cứ chuyện gì đều tùy tâm sở dục quái đại thúc mà nói. Linh Khắc Đạn Sao Lộ thu bán ngồi xuống dưới. Nhìn vang kia chỉ ngã xuống trên mặt đất cánh tay nắm súng lục thương. Đêm này thanh súng ngắn ổ quay cầm lấy sau, mở ra nó băng đạn cầm ra bên trong gì đó. Chỉ có một phát viên đạn. Không phải viên đạn, hình dạng phi thường kỳ quái. Lộ thu đánh giá bị giấu ở súng lục đạn giáp bên trong vật phẩm. Kim sắt, tự như chìa khóa giống nhau hình dáng. Rất quen thuộc hình dạng. Lộ thu đột nhiên nhìn về phía bàn bên trên nguyên bản cái kia tản ra trạm làm sắc quan trạch hòn đá thế nhưng không có bị vang heo xiên thừa loạn lấy đi. Là giáo hội không cần cái kia sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Khi vì cái gì thân là đại chủ giáo vang heo xiên không có mang theo này. Lấy năng lực của hắn tại vừa rồi trạng huống hoàn toàn có thể. Hơn nữa không chỉ không có mang đi, còn đem có thể đem khóa cấp mở ra chìa khóa đưa tới. Người đến cùng muốn làm cái gì? Lộ thu cầm lấy trên bàn gì đó, đối lập một chút chỗ hỏng, phát hiện vừa vặn giống nhau như đúc. Cái này tỏ vẻ, lộ thu có thể tỉnh lại ở trong đó ngủ say kia chỉ cường đại sinh vật. Như vậy, sẽ chỉ làm lộ thu trở nên càng cường đại. Trở nên càng cường đại một điểm đi. Van heo xin hành tẩu ở vứt bỏ nhà cao tầng chi gian, tối đen sắc áo gió bị gió nhẹ cấp thổi bay, kia chỉ bị lộ thu cấp chém đứt cục tay, đột nhiên tại chỗ cục tay trưởng ra tân sinh cánh tay, Vàng heo sinh dùng kia chỉ tân sinh cánh tay chống lên chính mình vành nón, nhìn bị xám trắng tầng mây bao trùm thiên không. Lộ thu ép a lúc cát, như vậy mới không thẹn với quỷ hút máu chi danh, không thẹn với a lúc cát chi danh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.